Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì ra Vân Nhi mượn thân phận của mình để cố ý tiếp cận Phụng Kiêu đang uống say sao? Có khi nào Phụng Kiêu... Ngươi không phải nàng ấy. Gì cơ? Vẽ hổ chỉ vẽ được da, có vẽ được xương. Cho dù ngươi giống y hệt nàng ấy thì thế nào? Trong mắt ta, ngươi và Vân Nhi khác nhau như trời và đất, căn bản không phải là cùng một người. Gì cơ? Phụng Kiêu, ngươi đang nói gì vậy? Lời trẫm nói còn chưa rõ ràng sao? Cho dù ngươi giống y hệt nàng ấy thì thế nào? Cử chỉ lời nói của ngươi, thậm chí mỗi chữ người mở miệng nói ra đều khiến trẫm biết được ngươi không phải là ngàn, không phải là nàng ấy. Ta Nhưng lúc trẫm vẫn còn kiên nhẫn thì mau cút đi. Hoàng thượng, sao ta đi ngay không làm phiền người nữa? Hoàng thượng vẫn luôn biết mình không phải là Vân Nhi. Chết tiệt, phải làm sao đây? Mình phải nghĩ cách mới được. Một lời nói cử chỉ liền biết không phải là mình sao? Phụng Kiêu hắn hiểu mình đến vậy sao? Cho dù là cùng một vẻ ngoài cũng không thể khiến hắn hiểu lầm sao? Phụng Kiêu, đúng là nực cười. Cho dù là mình uống nhiều như vậy vẫn có thể vừa nhìn liền phân biệt được Vân Nhi thật và giả. Vân Nhi, Vân Mi, nhìn xem ta để ý đến nàng biết bao nhiêu này, nhưng tại sao nàng lại dễ dàng rời khỏi ta như vậy chứ? Ta không có đi. Vân Mi, Phụng Kiêu, là ta trở về rồi. Vân Mi, là nàng thật sao? Thật sự là ta đây, không phải ta chỉ đợi đi một lúc thôi sao? Ngươi có đến mức phải ở đây uống rượu không? Còn uống ra nông nổi này, ngươi thật là... Gì cơ? Ta còn tưởng nàng bị ta chọc tức đến đi mất. Nàng không có đi, tốt quá rồi. Đồ ngốc, sao ta có thể cứ như vậy mà đi chứ? Sao ta nỡ rời khỏi chàng được? Nàng nói cái gì? Ta nghe không rõ. Không có gì đâu. Ta nói là sàn nhà lạnh, đừng ngồi trên đất nữa mà đứng lên đi. Được. Vân Mi, sau này nàng sẽ không đi nữa có đúng không? Không đi nữa. Bệnh cũ của chàng còn chưa khỏi, sao ta có thể rời đi chứ? Bệnh cũ? Nàng còn nói mình không phải là Vân Nhi. Bệnh cũ này chỉ có Vân Nhi biết rõ thôi. Ta... Chuyện đến nước này mà nàng còn muốn tìm cớ gạt ta sao? Vân Miên, chơi đùa ta như vậy nàng vui lắm sao? Nàng... Ta không chơi đùa chàng, cũng không muốn gạt chàng. Phụng Kiêu, nếu ta đã nói ra hai chữ bệnh cũ trước mặt chàng, ý của nó là gì chàng còn không hiểu sao? Nàng... Đúng vậy, ta chính là Vân Nhi. Vân Nhi từng đắp thuốc cho chàng là ta. Vân Nhi từng bảo vệ chàng khi chàng biến nhỏ là ta. Người đút thuốc cho chàng ở Phụng Lâm cũng là ta. Vân Mi là ta, Vân Nhi cũng là ta. Người ở bên cạnh chàng vẫn luôn là ta. Nàng thừa nhận rồi. Xin lỗi Phụng Kiêu, không phải ta cố ý giấu chàng. Ta có nỗi khổ của mình. Nhưng không thể phủ nhận ta đúng thật là đã tổn thương chàng. Chàng muốn trách ta thì cứ trách đi. Gì cơ? Ta vẫn luôn biết nàng là Vân Nhi, chưa từng nghi ngờ. Vân Miên, ta rất vui. Vui? Chàng không trách ta sao? Sao ta có thể trách nàng chứ? Nàng đã thừa nhận mình là Vân Nhi. Nói rõ ràng sẽ không lẩn tránh tình cảm của ta dành cho nàng nữa. Ta vui mừng còn không kịp nữa là. Cho dù ta đã thay khuôn mặt khác, tình cảm của chàng dành cho ta cũng không thay đổi sao? Đồ ngốc, cho dù thay đổi cả vạn khuôn mặt, nàng vẫn là nàng. Cho dù ta không thể nhận ra nàng thì người ta cũng có thể... Thì người ta thích cũng mãi mãi chỉ có thể là nàng thôi. Phụng Kiêu, Phải chàng cứ thích đi.
Dù sao ta cũng chưa chắc sẽ thích chàng. Nàng không thích ta? Không, không thích. Phụng kêu. Thật sự không thích à? Làm gì có ai như ngươi chứ? Sao ngươi có thể hôn ta? Sao ta lại không thể hôn nàng? Nàng là quý tử của ta mà. Cái tình lưu manh này. Cái này thôi mà tính là lưu manh được sao? Vậy ta còn có hành động lưu manh hơn nữa đó. Gì cơ? Phụng kêu, ngươi định làm gì? Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ. Nàng nói xem ta muốn làm gì. Trong ngươi còn bệnh cũ, làm những hành động hư trương thanh thế như vậy để làm gì? Nàng nói gì? Ta hư trương thanh thế? Đúng vậy, ta cũng đâu có nói sai. Hả, tốt lắm. Nếu đã vậy, vậy ta thật sự phải để nàng biết ta có phải là hư trương thanh thế hay không rồi. Gì cơ? Phụng kêu, ngươi uống say rồi, đừng có làm bậy. Ta đúng là say rồi, nhưng Vân Miên nàng không biết. Đàn ông sau khi say càng khó kiềm lòng hơn sao? Chờ chút. Phụng kêu ta sai rồi, ngươi đừng như vậy mà, kiềm chế chút đi. Kiềm chế một chút, cũng được. Vậy nói cho ta biết đi, tại sao nàng lại đổi thành bộ dạng này? Gì cơ? Ta không thể nói cho ngươi được. Không nói, vậy chúng ta tiếp tục. Phụng kêu ngươi. Đêm vẫn còn dài. Chúng ta có thời gian từ từ mà làm. Tên này, làm gì có ai ép người khác như vậy chứ? Vậy mà tiên thuật của mình còn không có tác dụng với hắn nữa chứ? Thật sự không nói? Không nói. Phụng kêu, làm gì có ai như ngươi chứ? Ta có lòng tốt đến tìm ngươi, ngươi còn đối xử với ta như vậy. Được rồi, ta chỉ hù dọa nàng một chút thôi. Gì cơ? Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Ngươi cứ vậy mà bỏ qua hả? Nếu nàng không chịu nói, chẳng lẽ ta phải cưỡng ép nàng sao? Tóm lại chỉ cần nàng vẫn ở bên cạnh ta là được rồi. Những thứ khác chờ nàng bằng lòng nói rồi hãy nói với ta sau vậy. Phụng kêu. Được rồi, nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn tiếp tục chuyện lúc nãy? Ai muốn tiếp tục chứ? Ta ngủ đây. Đồ ngốc này có thể lấy linh đan nhiều dược ra một cách dễ dàng, còn có thể tùy ý thay đổi hình dạng, vừa nhìn là biết không phải là người bình thường. Thôi vậy, chỉ cần nha đầu này ở bên cạnh mình thì cũng sẽ có lúc mình biết được những bí mật mà nàng ấy che giấu thôi. Phụng kêu, ta thật sự không có cách nào nói ra thân phận của mình, mà ta cũng không muốn nói dối người. Cho nên Phụng kêu, cảm ơn người không ép ta nói ra. Ngày hôm sau, nơi ở của Vân Miên. Hoàng thượng, vậy mà lại ở cùng Miên Quý Tần. Ồn cái gì đó? Hoàng thượng thứ tội, nô thì chỉ là... Sao thế? Không có gì, tối qua ngủ trễ quá thôi. Nếu nàng còn buồn ngủ thì ngủ thêm một chút nữa đi. Trời ạ, thế này cũng sủng ái quá rồi đó. Hơn nữa lúc nãy mình đã nghe thấy gì thế này, tối qua ngủ trễ quá, hoàng thượng thực sự đã cùng Miên Quý Tần. Chờ đã, có người. Ta biết, ta hết buồn ngủ rồi. Ta đi trước đây. Chuyện gì vậy? Tại sao tối qua mình lại ngủ chung với Phụng Kiêu tự nhiên như vậy? Người uống say có phải là mình đâu, mình đi rồi sao? Nàng đi gì chứ? Không phải tối qua chúng ta đã nói rõ rồi sao? Chẳng lẽ nàng vẫn muốn rời xa ta? Ta không có đi, đây không phải là còn có người khác đang ở đây sao? Người khác?
Nô tỳ không làm phiền hoàng thượng và miên quý tần nữa, nô tỳ đi ngay đây. Ý chí sinh tồn của nha hoàn trong cung hiện giờ mạnh vậy sao? Sợ không còn người khác nữa. Nàng cứ ngoan ngoãn ở yên đây cho ta, đừng có đi đâu cả. Chờ ta bái triều trở về, nếu không nhìn thấy nàng thì đừng trách ta không khách sáo đó. Xí, không khách sáo của ngươi chính là mượn rượu giải sầu, chuốc bản thân say lần nữa sao? Ai nói đó, trẫm là chủ của thiên hạ sao lại mượn rượu giải buồn chứ? Tối qua trẫm chỉ là muốn uống rượu, nhất thời uống nhiều mà thôi. Chà, vừa qua một đêm liền trở mặt không chịu nhận rồi sao? Ngươi đúng là giỏi đó. Hi hi. Vâng mi, xem ra nàng không muốn lấy lại cây quạt của mình rồi nhỉ? Vậy mà lại quên mất quạt bà sa của mình vẫn còn trên người của Phụng Kiêu. Trả cho ta. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn chờ ta ở đây, ta sẽ trả cho nàng, nếu không thì ta sẽ đốt nó. Phụng Kiêu, cái tên này. Yên tâm chờ ở đây đi, ta sẽ trở về nhanh thôi. Cái tên này gian manh quá rồi đó. Trước đây hắn cố ý lấy quạt bà sa của mình, xem ra là có mục đích từ sớm rồi. Thôi vậy, dù sao thì mình cũng không có ý định rời đi, xem như để cho hắn yên lòng vậy. Mà nói ra thì tối qua não mình bị uống nước rồi sao? Sao lại ngủ một đêm với Phụng Kiêu thế này? Chuyện đó chắc sẽ không truyền ra ngoài đâu nhỉ? Chắc là không đâu, chỉ có một nha hoàn nhìn thấy thôi, cô ta sẽ không nói lung tung đâu. Bên ngoài viện của Vân Miên, sáng nay ta vào phòng của Miên Quý Tần, nhìn thấy hoàng thượng và Miên Quý Tần ngủ với nhau rồi. Gì cơ? Hoàng thượng không chỉ ngủ với Miên Quý Tần, còn ôm lấy eo của Miên Quý Tần, nó không thể rời xa cô ấy. Ta nói với ngươi, chính mắt ta nhìn thấy, sáng hôm nay Miên Quý Tần chưa thỏa mãn dục vọng, ôm lấy hoàng thượng không để người đi, hoàng thượng phải dỗ rất lâu mới được. Ha, hoàng thượng lại còn nói buổi tối lại chiến đấu một trận nữa đó. Nơi ở của Vân Nhi, ngươi nói gì? Tối qua hoàng thượng và Vân Miên ngủ với nhau rồi. Đúng vậy nương nương, bên ngoài điều trị khắp nơi rồi. Còn nói hoàng thượng và Miên Quý Tần tình dạng ý tiếp, buổi sáng hoàng thượng xém chút nữa cũng không muốn thượng triều luôn. Sao có thể? Chẳng lẽ tối qua sau khi mình rời đi thì Vân Miên trở về? Hoàng thượng uống say rồi, cho nên cứ thế mà ngủ với Vân Miên. Chết tiệt thật, sao Vân Miên có thể làm như vậy chứ? Rõ ràng người nên được muôn vàng sủng ái là mình mới đúng. Sao cô ta có thể lợi dụng sơ hở mà chen chân vào chứ? Nương, người đừng tức giận, làm tổn hại đến cơ thể thì không tốt đâu. Câm miệng. À, ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn, cần ngươi lắm mộng như vậy trước mặt bổn cung sao? Dọn sạch mảnh vỡ bằng tay không cho bổn cung. Vâng ạ. Đây chính là nha hoàn thấp hèn nhất, ở trong cung này chẳng qua chỉ là thứ để mặc người ta chém giết thôi. Mình tuyệt đối không thể trở về thân phận này, mình không muốn lại phải chịu sự ức hiếp của người khác nữa. Cha, đây là làm sao vậy? Ngô công công. Không có gì, chẳng qua là nha hoàn tay chân vụng về làm vỡ chén trà mà thôi, không biết cô công công đến đây là có chuyện gì. Ồ, nô gia là theo khẩu dụ của hoàng thượng đặc biệt đến đây thông báo cho Vân Quý Tận. Thật sao? Hoàng thượng muốn nói gì với ta? Chẳng lẽ buổi sáng sau khi hoàng thượng tỉnh lại, nhớ lại thái độ đối với mình tối qua, thấy có chút áy náy nên đặc biệt phái Ngô công công đến an ủi. Phụng theo lệnh của hoàng thượng sẽ ban vân túc điện cho Miên Quý Tận. Vân Quý Tần lập tức dọn đi, không được chậm trễ. Vân Quý Tần, mời. Gì cơ? Để Vân Miên vào ở? Dựa vào đâu? Đây rõ ràng là nơi ở của ta mà. Tại sao hoàng thượng lại làm như vậy? Hoàng thượng đã nói rồi, Vân Túc Điện vẫn luôn được lập riêng cho Miên Quý Tần. Thân phận của Vân Quý Tần không phù hợp, cho nên mời Vân Quý Tần mau mau rời khỏi, đừng khiến nô gia khó xử. Thân phận ta không phù hợp, sao ta lại không phù hợp chứ? Chắc chắn là Vân Miên đã nói gì với hoàng thượng rồi, hoàng thượng sẽ không như vậy đâu. Ta phải đi tìm Vân Miên hỏi rõ ràng. Ngô công công, giờ làm sao đây? Gì mà làm sao,
làm theo lệnh của hoàng thượng thôi. Đi thu dọn đồ của Vân Quý Tần ném ra khỏi Vân Túc Điện. Làm việc nào. Vâng. Nơi ở của Vân Miên. Nói ra thì nếu tối qua đã nói thẳng thân phận của mình với Phụng Kiêu rồi, vậy phía Vân Nhi bên kia mình cũng nên nói rõ với cô ấy thôi. Chuyện này không thể nên kéo dài, giờ mình đi tìm Vân Nhi. Này, Vân Miên. Cửu Vĩ Hồ và Trầm Xuyên, ngươi đây là đang muốn đi đâu vậy? Sao các người lại đến đây thế? Tất nhiên là đến thăm ngươi rồi, thuận tiện hỏi xem tối qua ngươi và gã đàn ông kia thế nào rồi. Này, nói ra dài dòng, các ngươi chờ ta trở về rồi nói sau, sợ ta đi tìm Vân Nhi trước. Hả, tìm phụ nữ kia để làm gì? Có chút chuyện ta phải nói rõ ràng với cô ấy. Tiểu Miên Miên, ngươi không cần đi nữa đâu, người ngươi muốn tìm đã đến cửa rồi. Gì cơ? Vân Miên, Vân Quý Tần, ngươi đừng, chờ đã. Thật sự đến rồi. Xin lỗi nương nương, nô tỳ không ngăn được Vân Quý Tần. Không sao, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Vân Miên, xem ra cô làm chức Quý Tần này rất hợp, cũng rất vui nhỉ. Chà, người phụ nữ này đến móc mỉa Tiểu Miên Miên sao? Còn không phải sao, vừa nhìn là biết đến để đấu tay đôi với Vân Miên rồi. Mặc kệ cô ta, chúng ta xem kịch là được rồi. Thật sự là bắt đầu ngồi xem kịch luôn rồi. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Hai cái người này. Sao cô lại không nói chuyện? Vân Miên, cô nhìn thấy ta nên chột dạ rồi sao? Ta có gì mà phải chột dạ chứ? Có gì mà phải chột dạ? Ha, tối qua cô nhân lúc hoàng thượng uống say rồi cố ý bỏ lên giường ngày ấy. Còn kêu hoàng thượng đuổi ta ra khỏi Vân Túc Điện, cô hại ta đến nước này còn dám thản nhiên đối mặt với ta như vậy sao? Hả, Phụng Kiêu đã đuổi cô ra khỏi Vân Túc Điện sao? Ha, cô đúng là biết giả vợ thật đó. Tối qua cô dùng cách biểu diễn kiểu này để lừa gạt hoàng thượng chứ gì? Vân Miên, ta không ngờ thủ đoạn của cô lại ghê tởm như vậy. Ta không cần phải biểu diễn với bất kỳ ai. Ngược lại là cô, bạn biểu diễn tối qua thất bại rồi, muốn nhân lúc Phụng Kiêu uống say bò lên giường của hắn, kết quả là bị hắn nhận ra. Gì cơ? Nếu cô đã biết rồi, vậy tại sao cô lại không giúp ta? Tại sao ta phải giúp cô? Cô cũng nói thủ đoạn này ghê tởm còn gì. Đừng nói Phụng Kiêu không trúng kế, cho dù cuối cùng hắn bị cô lừa thì tối qua ta cũng sẽ ngăn cản cô. Vân Nhi, ta đổi cô về lại, không phải để cô dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để lên chức đâu. Thủ đoạn dơ bẩn? Ha, Vân Mi, cô nói nghe nhẹ nhàng thật đó. Từ khi ta vào cung đến nay, hoàng thượng luôn lạnh nhạt với ta, căn bản là không có chút sủng ái nào với thân phận Vân Nhi này. Cô kêu ta phải làm sao đây? Phụng kêu lạnh nhạt với cô là vì hắn vẫn luôn biết cô không phải là Vân Nhi lúc trước, mà đó là ta. Cô nói gì? Không, không thể nào, ta không tin. Rõ ràng cô dùng mặt của ta, thân phận của ta mà sao hoàng thượng có thể... Ta cũng cho rằng không thể nào, nhưng sự thật chính là như vậy. Là ta đã đánh giá thấp tình cảm của Phụng Kiêu đối với mình, tất cả đều là lỗi của ta, cho nên ta quyết định trở về với vị trí cũ. Ý của cô là gì? Có nghĩa là ta đã nói thân phận thật của ta với Phụng Kiêu rồi. Lúc nãy ta định nói chuyện này với cô, không ngờ cô lại vội vã chạy đến tìm ta. Vân Miên, sao cô có thể làm vậy chứ? Cô làm vậy là để ta đâu rồi hả? Tất cả mọi thứ đúng thật là lỗi của ta. Nếu cô bằng lòng, ta có thể đưa cô trở về, đồng thời thay cô giải quyết toàn bộ mọi rắc rối sau này. Ta không bằng lòng. Ta là Vân Quý Tần, dựa vào đâu mà cô nói đưa ta trở về thì ta trở về chứ? Dựa vào đâu mà cô có thể tùy ý cướp đoạt thân phận của ta, thay đổi cuộc đời của ta? Cuộc sống trước giờ của cô không phải là Quý Tần, là ta. Giờ ta là Quý Tần, sau này sẽ là Vân Nhi, sau này sẽ là Vân Phi, tương lai còn là hoàng hậu, trong tay nắm giữ quyền lớn chốn hậu cung, cuộc đời của ta chính là nên như vậy. Cô bị quỷ ám rồi. Ta không có. Vân Miên, trước đây ta tưởng cô là tiên nhân giúp đỡ bảo vệ ta, giờ xem ra cô chẳng qua chỉ là yêu đạo chơi đùa với lòng người mà thôi. Ta nói cho cô biết, ta tuyệt đối sẽ không giống đáp súc sinh đó, mặc cho cô nhào nặng đâu. Đừng tưởng là cô biết chút pháp thuật là hay lắm. Vân Miên, cô cứ chờ đó đi. Lần đầu tiên gặp Vân Nhi, mình còn cảm thấy cô ta là một cô gái lương thiện hiếu thuận. Không ngờ đến giờ cô ta lại trở thành như vậy.
Đây là họa do tham lam mà ra. Hồ ly chín đuôi. Nếu một người chưa từng hưởng thụ mùi vị của tiền bạc và quyền lợi, thì cô ta sẽ sống yên ổn với trạng thái hiện tại. Nhưng nếu cho cô ta một chút cám dỗ, có thể sẽ mở ra cánh cửa. Dục vọng từ đây không thể ngăn cản được nữa. Cho nên là ta làm sai rồi. Một quyết định của ta đã thay đổi cả một đời của Vân Nhi. Hại cô ấy dấn thân sâu vào nơi này. Tiểu Miên Miên, cô cũng đừng nghĩ quá nhiều. Trên đời có vô số sự cám dỗ, không có cô thì vẫn còn người khác. Rất nhiều người chết vì tiền tài, quyền lợi. Cũng có rất nhiều người tỉnh táo, kiên định, sống tự do, mọi thứ đều phải xem bản thân họ mà thôi. Chỉ mong sau này cô ấy đừng bị dục vọng che mờ trái tim, bị lầm đường mà làm chuyện xấu. Nếu không, ta cũng sẽ không nể tình đâu. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện của Vân Nhi nữa. Vân Nhi, ta vừa nghe thấy tối qua cô thật sự bò lên tường của đề ả đó rồi. Chẳng lẽ các người... Hả, không có, ngươi đừng nghĩ bậy. Chẳng lẽ các người không biết bệnh của Phụng Kiêu sao? Ta và hắn không có xảy ra chuyện gì cả. Hi hi, ồ cho nên là nếu không có bệnh cũ thì sẽ xảy ra gì đó à? Ôi, xem ra Vân Miên nhà chúng ta thất vọng lắm đó. Hồ ly thối, ngươi đừng có nói bậy, ngươi... Được rồi hồ ly, ngươi bớt nói mấy lời này đi. Thật sự sợ thiên giới không nghe thấy sao? Chuyện chính quan trọng, Tiểu Miên Miên, tối qua ta đã điều tra được vị trí của tiên dược. Hả? Điều tra ra vị trí của toàn bộ tiên dược rồi sao? Chỉ điều tra được 3 nơi thôi. Tiên lộ và thánh quả ở vùng cực nóng phía nam và vùng cực lạnh phía bắc. Vân Sơn Linh Thảo thì ở sâu trong Vân Sơn ở Bồng Thành. Bởi vì một khi hái tiên dược xuống thì sẽ mất đi tác dụng, cho nên chúng ta trực tiếp chia thành 3 đường. Ta và Hồ Ly sẽ đến khu vực Nam Bắc, dò xét vị trí cụ thể của tiên dược. Vân Mi, người dẫn Phụng Kiêu đến Vân Sơn lấy linh thảo. Đúng vậy, như thế chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chứ đến lúc đó tìm từng loại tiên dược thì lâu lắm. Được, vậy vất vả cho hai người rồi. Không vất vả, chỉ cần chờ ta trở về, Vân Mi cho ta chút phí đúc tiên dược cho ta là được rồi. Được được được, không thành vấn đề. Tiểu Miên Miên ở cùng Phụng Kiêu càng lâu, tình cảm sẽ càng sâu đậm. Như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Sợ chỉ có thể hy vọng nhanh chóng giải quyết bệnh cũ của Phụng Kiêu để Vân Miên sớm ngày trở về thiên giới thôi. Vân Miên chết tiệt kia, cô ta dám đối xử với mình như vậy. Giờ phải làm sao đây, hoàng thượng đã biết sự thật rồi, chắc chắn sẽ không sủng ái mình nữa. Yêu đạo Vân Miên này phải chết mới đúng. Vân Quý Tần. Ai vậy? Ngươi là ai? Kêu bốn cung làm gì? Chủ nhân nhà nô tỳ muốn gặp người, mời Vân Quý Tần đi theo nô tỳ. Hả? Chủ nhân của ngươi là ai? Dựa vào đâu mà kêu ta đi cùng ngươi chứ? Vân Quý Tần có kẻ địch đáng căm hận, chủ nhân nhà nô tỳ nói ngài ấy có thể giải quyết giúp người, thậm chí còn có thể giúp người có được thứ người muốn. Gì cơ? Lời này của ngươi có ý gì? Giúp mình giải quyết kẻ mình căm hận. Chủ nhân của cô ta là ai? Sao lại biết mình căm hận người nào? Mời Vân Quý Tần đi theo nô tỳ. Mình có nên đi theo không? Lỡ như là có người muốn gây bất lợi cho mình thì sao? Nhưng lỡ như là cô ta nói là thật, vậy không phải là mình có thể loại trừ Vân Miên được sao? Đành cầu giàu sang trong nguy hiểm vậy. Liều thôi. Mình thử đi gặp cái người được gọi là chủ nhân này xem. Vân Quý Tần, mời. Trong hoàng cung lại có nơi vắng vẻ như vậy sao? Cũng không biết là ai gọi mình đến. Ta đã nói Vân Quý Tần can đảm hơn người, chắc chắn sẽ đến mà. Ngươi là ai? Là ngươi gọi bốn cung đến đây? Đúng vậy, Vân Quý Tần không cần căng thẳng. Lão thần là tả tướng đương triều, Ngụy Hữu Chi. Ngụy tướng, cha của Trần Phi. Ngươi gọi bốn cung đến đây là có mục đích gì? Không phải đã kêu nha hoàn nói rõ mục đích với Vân Quý Tần rồi sao? Ngươi nói có thể giải quyết kẻ địch giúp ta. Điều này là thật sao? Tại sao ngươi lại giúp ta? Bởi vì cô có giả tâm. Vân Quý Tần, cô không cần nghi ngờ lòng tốt của ta. Ta là thật lòng muốn giúp cô. Ngươi chắc chắn không đơn giản là muốn giúp ta. Ngươi muốn đạt được điều gì từ chỗ của ta chứ? Đạt được điều gì? Đại khái là đạt được tình hữu nghị với chủ của hậu cung thôi. Gì cơ? Chủ của hậu cung? Ta có thể diệt trừ kẻ đối lập giúp cô, cũng có thể giúp cô đạt được hậu cung.
Nhưng đến khi cô được sủng ái thì phải làm việc cho ta. Vân Quý Tần, cô có bằng lòng không? Ngươi dựa vào đâu mà có thể giúp ta trở thành chủ của hậu cung chứ? Ta dựa vào thân phận tả thừa tướng dưới một người trên vạn người của mình. Nếu kẻ địch đó là thân phận của người bình thường, tao tin Ngụy Tuấn có thể diệt trừ cô ta với thực lực của mình. Nhưng nếu cô ta không phải người bình thường thì sao? Vân Quý Tần có ý gì? Chắc Ngụy Tướng biết kẻ địch của ta chính là Vân Miên kia. Nhưng cô ta biết yêu thuật, không chỉ biết di chuyển tức thời, pháp lực cũng rất mạnh. Không ngờ kẻ lúc đó diệt đám sát thủ kia của mình còn có Vân Miên này. Biết pháp thuật sao? Trùng hợp thật đó. Ngụy Tướng, ngài có cách giải quyết Vân Miên kia không? Tất nhiên là được, chỉ là một cô gái biết chút pháp thuật mà thôi. Chỉ cần cô ta không phải tiên nhân trên trời, ta đều có thể giải quyết cả. Tiên nhân sao có thể dính đến chuyện hậu cung chứ? Ta thấy Vân Miên chẳng qua chỉ là một nhỏ tà đạo thôi. Nếu đã vậy, vậy cái này cho cô. Ta nghĩ nó có thể giúp được cô. Đây là gì? Đây là bùa cổ độc do 100 bộ xương của trẻ sơ sinh luyện hóa mà thành, độc oán nồng đậm. Cô tìm cơ hội dán lên người Vân Miên, cho dù cô ta không phải người bình thường thì cũng sẽ chết chắc. Luyện từ 100 bộ xương của trẻ sơ sinh. Sao? Sợ rồi à? Vì vinh hoa phú quý và quyền lợi tối cao, vài ba sinh mạng này đáng là gì chứ? Ông nói đúng, không ai có thể ngăn cản ta trở thành chủ của hậu cung. Ta tạ Ngụy Tướng tặng bùa. Vâng Quý Tận, đừng quên lời hẹn của chúng ta. Ngụy Tướng yên tâm, chờ sau khi bổn cung được sủng ái, tất nhiên sẽ không quên công lao của Ngụy Tướng. Không ngờ trên đời này còn có người tu luyện pháp thuật giống ta. Đúng là thú vị. Chỉ là một cô gái ở hậu cung mà thôi, đạo hạnh chắc chắn không bằng mặt tiên cô. Ha, loại người này sao xứng để so với bổn tiên chứ? Lá bùa cổ độc bổn tiên chế tạo ra khi chắc chắn có thể khiến cô gái đó hồn bay phách tán. Chờ sau khi làm xong chuyện này, Vân Quý Tần này tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, để chúng ta sai bảo. Nếu không thì cô ta hồn bay phách tán là cái chắc. Nơi ở của Vân Miên. Trầm Xuyên kêu mình đưa Phụng Kiêu đến Vân Sơn lấy linh dược. Khác với huyện Phụng Lâm, Vân Sơn ở Bồng Thành có hơi xa đó. Mình nên làm thế nào để lừa Phụng Kiêu đến đó đây? Hay là mình nói thật với Phụng Kiêu, dù sao thì hắn cũng biết mình là Vân Nhi rồi. Sao Trẩm vừa đến thì nhìn thấy bộ mặt buồn phiền của Miên Quý Tần của Trẩm thế? Khấu kiến hoàng thượng. Phụng Kiêu. Sao chàng lại trở về nhanh vậy? Tất nhiên rồi. Trẫm lo Trẫm về trễ một chút là nàng liền chạy mất. Ai chạy chứ? Đóng cửa lại, lui xuống đi. Vâng hoàng thượng. Đã nói ta sẽ không chạy đâu mà, mau trả quạt của ta lại đây. Giờ còn chưa được. Vậy khi nào mới được chứ? Chờ tao hoàn thành an tâm. Chờ tao hoàn toàn an tâm, tin nàng thực sự sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, ta sẽ trả cho nàng. Phụng Kiêu, chàng. Được rồi, không chọc nàng nữa. Hôm nay Vân Nhi kia đến tìm nàng ư? Hai người đã nói gì vậy? Hả? Chàng biết rồi sao? Thật ra cũng không có gì. Nàng không nói ta cũng biết, giả tâm của cô gái Vân Nhi đó đều hiện trong mắt cả. Cô ta đến tìm nàng chắc chắn không hài lòng, nàng không những không giúp cô ta, thậm chí còn nói sự thật với ta phải không? Chàng biết cả rồi mà còn hỏi ta. Vân Miên, ta chỉ muốn nàng biết, người ta thích từ trước đến giờ chỉ có nàng. Cho nên sau này nàng đừng hòng đẩy ta về phía người phụ nữ khác, gây ra một mớ hỗn loạn. Ta không ngờ chàng lại vừa nhìn liền nhận ra ta, cũng không ngờ chàng lại thích ta như vậy. Vậy giờ nàng đã biết chưa? Biết rồi, chàng đừng có động tay động chân mà. Dù sao thì ta sẽ tự mình giải quyết chuyện của Vân Nhi. Được, vậy ta sẽ không làm kẻ ác nữa, đỡ cho nàng khó ra tay. Chàng vừa sáng sớm đã đuổi cô ta ra khỏi nơi ở, còn nó không làm kẻ ác. Nàng nói gì? Không có gì. Ta nói Phụng Kiêu chàng công hổ là chủ của thiên hạ, quả nhiên quyền thế, khí phách dịu dàng là hiểu ý người khác. Lần trước khi nàng khen ta thế này là muốn lừa ta xuất cung. Lừa gì mà lừa, chuyện ra ngoài chơi có thể gọi là lừa sao? Hơn nữa thuốc kia ở Phụng Lâm không tốt à, sợ cơ thể chàng khỏe mạnh thế này chính là nhờ vào cây thảo dược đó đó.
Biết rồi, ta chỉ tùy tiện nói một câu thôi, nàng kích động thế làm gì? Ta đâu có kích động. Phụng Kiêu chàng xem, chúng ta chơi ở huyện Phụng Lâm vui như vậy, chi bằng lại đi chơi ở nơi khác đi. Huyện Phụng Lâm vui? Nàng là nói sát thủ đến giết chúng ta vui, hay là nói nàng biến ra người sống, biến ra một Vân Nhi vui? Đó đều là ngoài ý muốn mà, lần này chúng ta đi Vân Sơn Mộng Thành, chắc chắn sẽ không có nhiều chuyện như vậy đâu, chàng tin ta đi. Ta không tin. Chàng... Được rồi, ta nói thật vậy. Nơi đó có thảo dược chữa trị bệnh cũ cho chàng nữa, cho nên chàng không đi cũng phải đi. Thảo dược chữa trị bệnh cũ của ta? Cho nên cây thảo dược ở huyện Phụ Lâm trước đó cũng là nàng dùng để chữa bệnh cũ cho ta sao? Đúng vậy. Bệnh cũ của chàng không dễ chữa, trừ cây thảo dược ở huyện Phụng Lâm còn cần 4 cây nữa mới có thể trị khỏi, ở Vân Sơn kia có 1 cây. Vân Miên, bệnh cũ của ta đến ngự y giỏi nhất thiên hạ cũng bó tay chịu trói, nàng làm thế nào biết cách chữa bệnh cũ của ta? Ta... Này, chàng đừng có hỏi nhiều như vậy nữa. Dù sao thì ta sẽ không hại chàng đâu, chẳng lẽ chàng còn sợ ta hạ độc hại chết chàng sao? Nếu là thuốc độc nàng đưa, vậy ta đúng là cam tâm tình nguyện mà uống. Chàng... Được rồi, nàng không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa. Còn về Vân Sơn Mộng Thành, nếu thật sự có thảo dược có thể chữa trị bệnh cũ của ta thì cũng không phải không đi được. Chàng đồng ý đi cùng ta rồi. Đi cũng được, nhưng nàng nhất định phải đồng ý với ta. Không được lại làm một màn biến ra người sống, ta không muốn lại thấy Vân Nhi số 2-3-4 nằm đâu đó. Trước đó là ngoài ý muốn. Tóm lại ta sẽ không làm chuyện này nữa đâu. Thật sao? Vân Mi, nếu lần này nàng lại vì chạy trốn mà làm ra những chuyện kỳ lạ, ta thà không chữa bệnh cũ, không ra ngoài cùng nàng nữa đâu đó. Chàng yên tâm, lần này ngoại trừ chữa bệnh cũ của chàng ra, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa nào khác. Ta thề. Được, vậy ta tin nàng một lần. Nếu nàng còn làm bậy, ta sẽ nhốt nàng ở trong Long Tê Cung, cả đời cũng đừng hòng lại được ra ngoài. Biết rồi, quạt cũng ở trong tay chàng, ta còn có thể làm được gì chứ? Đúng là Phụng Kiêu, khi nào thì chúng ta đi Vân Sơn? Nàng muốn khi nào đi? Chọn ngày chi bằng gặp ngày, cứ ngày kia đi, cho chàng một ngày để chuẩn bị thế nào? Được, nghe theo nàng đó. Tốt quá rồi, vậy được rồi, không còn chuyện gì rồi, chàng đi làm việc đi, ta phải ngủ đây. Vân Miên, nàng đúng là xong chuyện rồi thì liền vô tình vô nghĩa, vừa nói xong chuyện chính thì liền muốn đuổi ta đi sao? Xịn cơ. Vậy chàng còn muốn làm gì? Nàng nói xem Miên Quý Tần. Nếu sắc trời đã sập tối, vậy thân làm Quý Tần nàng nên làm trọn chức trách của mình. Nên thị tẩm chứ nhỉ? Gì chứ? Sao vậy? Sao mặt của Miên Quý Tần này của trẫm lại đỏ thế? Chàng muốn ngủ với ta sao? Ta tất nhiên là muốn rồi. Nghĩ hay đó, nằm mơ đi. Vâng. Tối qua mình bị thần kinh rồi nên mới ngủ cùng Phụng Kiêu. Hôm nay hắn còn muốn ở chỗ của mình, sao có thể chứ? Người phụ nữ này, sớm biết vậy thì đã không chọc nàng ấy rồi, nếu không thì cũng sẽ không bị đuổi ra sớm như vậy. Hoàng thượng, ngài đây là... Không có gì, chăm sóc tốt cho Miên Quý Tần. Chậm trở về Long Tây Cung. Vâng. Nếu ngày mốt mình phải rời cung, vậy cũng phải chuẩn bị một vài chuyện cái đã. Không ngờ tối nay hoàng thượng đã bị Miên Quý Tần đuổi ra khỏi phòng, chẳng lẽ là không phục vụ Miên Quý Tần hài lòng? Xem ra hôm nay mình và các tỷ muội đã có đề tài để nói rồi. Long Tê Cung, không ngờ bệnh cũ của mình lại có thể chữa được. Chuyện này nhất định phải xấu đi, nếu bị đám hồ ly kia biết được e là Vân Miên sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng thượng. Chuyện gì? Ám vệ trong cung truyền tin tức đến, hôm nay Vân Quý Tần đi gặp Ngụy Hữu Chi. Ngụy Hữu Chi, tả tướng của trẫm, bọn họ đã nói gì? Ám vệ nói bên điện bọn họ gặp mặt có chút kỳ lạ, cho dù đứng rất gần cửa sổ thì cũng không nghe thấy tiếng động bên trong, cho nên không cách nào biết bọn họ đã nói những gì. Không nghe được. Thú vị đây, nhưng mà trẫm cũng có thể đoán được. Hả? Lão hồ ly Ngụy Hữu Chi kia vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với trẫm, lần này chủ động hẹn gặp Vân Nhi kia, xem ra là sắp hành động rồi đây. Hoàng thượng,
Ngày xưa Vân Quý Tuần đối xử với người tốt như vậy, hắn sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với người đâu nhỉ? Cô gái đó không phải là Vân Nhi trước đây. Sau này ngươi đối xử với cô ta với cô gái như với cô gái xa lạ là được rồi. Ế, như vậy sao? Còn nữa, ngày mốt trọng phải đến Bồng Thành một chuyến. Không phải chứ hoàng thượng, người vừa từ huyện Phụng Lâm về sẽ lại muốn xuất cung nữa. Đây là định vi hạnh khắp nơi sao? Sao? Không được. Được, tất nhiên là được. À ha ha, là hoàng thượng, cả giang sơn này đều là của người. Người nói sao thì đã vậy. Nhưng lần này hoàng thượng phải đem theo nhiều người một chút, nếu không... Không cần, cũng giống y như lần đi huyện Phụng Lâm để ám vệ lén đi theo. Sì cơ, nhưng lỡ như lại xảy ra chuyện sát thủ như ở huyện Phụng Lâm. Chuyện sát thủ rất có khả năng là do Ngụy Hữu Chi gây ra, chỉ là tạm thời chưa có chứng cứ mà thôi. Cho nên chuyện trẫm đến Bồng Thành không giấu được Ngụy Hữu Chi, nó không chừng có thể mượn cơ hội này để trẫm bắt được đuôi hồ ly của hắn. Được thôi, vậy vẫn đưa Vân Quý Tận đi chứ hả? Không, đưa Miên Quý Tận đi. Miên Quý Tận sao? Đi huyện Phụng Lâm còn mang theo Vân Quý Tần mà đi Bồng Thành để trở thành Miên Quý Tần rồi. Đổ một chỗ lại đổ một phi tử. Không hổ là hoàng thượng, biết chơi đùa thật. Người có biểu cảm gì đó? Trong lòng đang phán xét trẫm sao? Không, 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 không. Thuộc hạ nào dám chứ. Sợ thuộc hạ lui xuống chuẩn bị. Chờ đã. Không cần che giấu chuyện trẫm đi Bồng Thành. Còn nữa, nếu Vân Nhi đã qua lại với Ngụy Hữu Chi, vậy mấy ngày gần đây chắc chắn sẽ có hành động gì đó. Âm thầm canh chừng kỹ cô ta. Vâng. Vân Miên à, Vân Miên, nàng xem chuyện này gây ra này, ánh mắt tên bạch bản này nhìn trẫm cũng kỳ lạ luôn rồi này. Sau này nàng đừng có biến ra thêm vài cô gái nữa đó, nếu không thanh danh của trẫm e là đều sẽ bị nàng hủy mất thôi. Nơi ở của Vân Nhi. Người nói gì? Hoàng thượng muốn đi Bồng Thành lại còn sẽ đưa Vân Miên theo? Tin tức này thật không? Quỷ tướng không nghe nhầm đấy chứ? Tin tức chủ nhân nhận được vô cùng chính xác. Vân Quý Tần, chuyện này đối với người mà nói là một tin tốt. Hả? Tin tốt? Hoàng thượng mang Vân Miên đi du sơn ngoạn thủy lại không đưa bổn cung theo? Đây mà là tin tốt gì với bổn cung chứ? Tai mắt ám vệ trong hoàng cung nhiều vô cùng, Vân Quý Tần không hề có cơ hội để ra tay. Nhưng xuất cung thì không như vậy, Vân Quý Tần có vô số cơ hội để ra tay với kẻ thù của mình. Ý của ngươi là chủ nhân có thể giúp người thuận lợi xuất cung mà không bị phát hiện, việc còn lại thì phải xem Vân Quý Tần rồi. Chủ nhân đã nói đừng quên lá bùa đó. Ta biết rồi, nếu có thể xuất cung thì đúng thật là một cơ hội tốt để ra tay. Đến lúc đó, mình chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận Vân Miên. Dán lá bùa này lên người cô ta, cho dù cô ta có yêu thuật thì nhất định cũng sẽ chết không nơi chôn thay. Phụng Kiêu, chúng ta xuất cung thì xuất cung nhưng mà... Tại sao phải mang Vân Nhi theo chứ? Ta nghĩ tới nghĩ lui, lần này đi Vân Sơn Bồng Thành cũng phải mang theo vài nha hoàn hậu hạ nàng. Trước đây Vân Nhi không phải nha hoàn sao, thích hợp để dẫn theo lắm. Nhưng cô ấy đã không còn là thân phận nha hoàn rồi, chuyện làm vậy không phải cố ý làm cô ấy khó chịu sao? Trẫm là hoàng đế, trẫm muốn cô ta làm nha hoàn, cô ta chính là nha hoàn. Thôi vậy, không nói với chàng nữa. Phụng Kiêu sẽ không đổi hơi như vậy, chàng ấy chắc chắn là bị mục đích gì đó nên mới mang theo Vân Nhi. Chẳng lẽ Vân Nhi đã làm gì sao? Vân Nhi qua lại với Ngụy Hữu Chi là bí mật lớn, chi bằng để bên người còn hơn việc theo dõi cô ta. Chuyến đi đến Vân Sơn này trẫm muốn xem thử xem các ngươi định làm gì. Vân Quý Tần, người đi nhanh một chút đi chứ, nếu không sẽ không theo kịp xe ngựa mất. Đến lúc đó người bị bỏ lại là chuyện nhỏ, lỡ như hoàng thượng trách tội, chúng nô tỳ thì không tốt đâu. Bổn cũng biết rồi. Không cần đánh nhau hẹn các ngươi dục. Vâng vâng vâng, nô tỳ sai rồi, vậy người đi nhanh chút đó. Còn xem bản thân là Quý Tần nữa chứ, Quý Tần nào mà lại bị hoàng thượng sắp xếp đi ngoài xe ngựa chứ. Chết tiệt, đúng đó còn không phải là một nha hoàn giống chúng ta sao? Hoàng thượng sẽ không đối xử với mình như vậy, chắc chắn là Vân Miên đang trả thù mình. Vân Miên, cô cứ chờ đó cho ta, đổ dục, hiện giờ ta đang phải chịu, nhất định sẽ trả lại cho cô gấp mấy lần. Vậy mà hoàng thượng lại đổi ý, chủ động đưa Vân Quý Tần theo. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện được gì rồi?
Mặc kệ hoàng thượng phát hiện được gì, chuyến đi Vân Sơn này hắn chắc chắn sẽ chết. Ồ, sao người lại chắc chắn như vậy được? Người có lòng tin với Vân Quý Tần vậy sao? Ta vốn không hy vọng gì ở người phụ nữ đó, có tác dụng là tốt nhất, không có tác dụng cũng không sao cả, là ta có lòng tin với bản thân. Có lòng tin với bản thân? Người muốn đi đích thân đi? Đúng vậy, lần trước đã thất bại một lần rồi, lần này vì đảm bảo thành công, tốt hơn hết là cho chính tay ta ra tay giết chết Phụng Kiêu. Với năng lực của người, trực tiếp ra tay chắc chắn sẽ thành công, nhưng mà hoàng thượng tâm tư trùng trùng, trời sinh đa nghi, e là người rất khó tiếp cận hắn. Đối với người bình thường thì là vậy, nhưng nếu người xuất hiện là một cô gái yếu đuối thì sao? Ý của người là vùng hoang dã, một cô gái đáng thương bị ác bá ức hiếp thì sẽ khiến người khác thương hại và tin tưởng, không phải sao? Đúng vậy, không hổ là trợ tá của ta, quả nhiên suy nghĩ tỉ mỉ. Vậy ta ở đây chờ tin tốt của người nhé. Yên tâm đi, bổn tiên cô đã ra tay thì chắc chắn thành công. Bồng Thành. Ồ, cuối cùng cũng đến Bồng Thành rồi. Nơi này đúng là xa hơn Phụng Năm nhiều, đi đường cũng tốn rất nhiều ngày. Còn không phải sao? Mong là lần sau này không đưa ta đi nơi xa hơn nữa. Chuyện này cũng không phải thứ ta có thể điều khiển, muốn trách thì trách vị trí mấy tiên dược đó mọc xa quá. Nàng nói gì đó? Không có gì, ta nói là ta ngồi xe ngựa đến đau eo đau chân luôn rồi. Đau eo đau chân sao? Vậy ta xoa bóp giúp nàng nhé. Không đến mức như vậy đâu. Cũng đúng, ta nhớ ra mình có mang theo vài nha hoàn mà. Gì cơ? Nha hoàn tên Vân Nhi kia, con nghe thấy Vân Miên nói gì sao? Còn không mau qua đây xoa bóp vai cho nàng ấy. Hoàng công tử, người vậy mà lại sai ta bóp vai cho cô ta, ta là Vân Quý. Không chịu thì cút về, ta không cần người vô dụng. Phụng Kiêu đây là... Kỳ lạ, từ lúc bắt đầu xuất cung thì Phụng Kiêu đã gây sự với Vân Nhi, rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Vâng, cô nương, giờ không phải là lúc ỷ vào thân phận, cô mau qua đó thì tốt hơn. Đúng đó, Hoàng công tử cũng đã nói rồi, lỡ như Vân Miên tiểu thư mệt mỏi, trách nhiệm này cô gánh được không? Khốn kiếp, đám nhà hoàng này cũng dám châm biếm mình. Hoàng thượng cũng vậy, mình đường đường là Vân Quý Tần, vậy mà lại thật sự xem mình là nha hoàng, còn sao mình xoa bóp cho Vân Miên trước mặt mọi người? Ồ, chờ đã, xoa bóp. Trước đó mình không hề có cơ hội đến gần Vân Miên, giờ không phải là cơ hội tốt của mình sao? Chỉ cần mình mượn danh nghĩa xoa bóp mà dán bùa cổ độc lên người cô ta, vậy không phải là có thể thật không biết, quỷ không hay mà diệt trừ cô ta sao? Công tử, nếu Vân cô nương đã không bằng lòng, chi bằng đến nô tỳ làm cho. Nô tỳ nhất định sẽ khiến... Để ta. Vân Miên, cánh tay cô đau sao? Với tính cách của Vân Nhi sao có thể dễ dàng đồng ý vậy chứ? Nếu hoàng công tử đã nói, vậy ta sẽ xoa bóp cho cô một chút vậy. Yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ cho cô thật là thoải mái mà. Vân Nhi cô... Ông trời quả nhiên là phù hộ mình. Chỉ cần dán bùa cổ độc này lên người Vân Nhi, cô ta nhất định sẽ chết một cách thê thảm. Không đúng, sao trên người Vân Nhi lại có một hơi thở khiến mình chán ghét vậy nhỉ? Thôi vậy. Gì cơ? Phụng Kiêu. Hoài, công tử kia làm gì vậy? Không phải ngài sao ta so bóp cho Vân Miên sao? Ta hối hận rồi. Ta nghĩ kỹ lại, chuyện như so bóp cho Vân Miên không nên sao cho người khác, để tự tay ta làm thì tốt hơn. Gì cơ? Hoàng công tử, nhưng mà... Sao? Chẳng lẽ người rất muốn xoa bóp cho Vân Miên? Không có, sao có thể chứ? Ta chỉ là nghe theo lời căn dặn của Hoàng công tử mà thôi. Hơ, tốt nhất là như vậy. Bạch bán. Công tử, người đưa mấy nhà hoàng này đến quán trọ trước, ta đưa Vân Nhi đi xung quanh dạo một chút, ngày mai đi đến Vân Sơn. Hả? Dạ. Chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa thôi. Chỉ thiếu chút nữa lại có thể dán bùa cổ độc lên ngực tiện nhân Vân Miên kia rồi. Tại sao hoàng thượng lại ngăn cản mình? Chẳng lẽ người đã phát hiện ra gì rồi sao? Không đâu, chắc người chưa phát hiện ra bùa cổ độc của mình.
Kẹo hồ lô đây, 3 văn tiền một sâu. Bánh bao mới ra lò đây. Khách quan mau xem thử đồ cải tóc đi. Phụng kêu, sao lúc nãy chàng lại cố ý sai Vân Nhi xoa bóp cho ta? Vân Nhi có chỗ nào có vấn đề sao? Bị nàng phát hiện rồi. Trước khi đến Bồng Thành, mật thám từng nói với ta Vân Nhi và Ngụy Hữu Chi từng gặp mặt. Ta muốn kích động cô ta, có lẽ có thể nhìn ra được mục đích của cô ta. Ngụy Hữu Chi? Ngụy Hữu Chi là ai? Tả tướng của ta, quyền thế liên quan phía sau rất rộng, giả tâm lớn. Sát thủ ở Phụng Lâm lúc trước rất có khả năng là do hắn ta phái đi. Gì cơ? Vân Nhi lại gặp mặt loại người này, vậy mục đích của cô ta? Chắc hẳn mục đích của cô ta là nàng. Hả? Ta vốn chưa xác định được, nhưng cô ta đột nhiên lại dễ dàng đồng ý xoa bóp cho nàng. Điều này không giống tính cách của cô ta. Đúng vậy, lúc nãy ta cũng cảm thấy kỳ lạ, sao cô ta lại đồng ý? Hơn nữa lúc nãy khi cô ta đến gần ta cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng? Nàng phát hiện điều gì rồi? Ta cũng không thể mô tả được, nhưng ta cảm thấy trên người Vân Nhi mang theo một thứ rất không tốt. Ý của nàng là lúc nãy cô ta định ra tay với nàng, sợ ta đi giết cô ta. Chàng chờ đã, không đến mức đó mọi chuyện còn chưa chắc chắn mà. Theo lý mà nói cô ta biết thân phận của ta, không dám ra tay với ta mới đúng. Hử? Tại sao cô ta lại không dám ra tay với nàng? Nàng có thân phận gì? Ta là Miên Quý Tần và cung trước đó mà. Vuốt mặt phải nể mũi, cô ta ra tay với ta, chàng chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Nguy hiểm, thiếu chút nữa là lớp vỏ mọc cuối cùng cũng bị Phụng Kiêu lột ra rồi. Thì ra là như vậy, sao? Ta còn tưởng này định nói, nàng không phải là người phàm chứ. Sao có thể? Ta sao có thể không phải là người phàm chứ? Cười chết ta rồi, chàng cũng hài hước quá rồi đó, a ha ha. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, nàng phản ứng lớn như vậy làm gì? Chẳng lẽ là chột dạ? À, không xong, lúc nãy diễn không tốt bị nhìn thấu rồi. Đã nói là Vân Sơn này ấy mà, đó là nơi núi non trùng điệp, nguy hiểm đó. Hử? Vân Sơn, có người trong quán trà đang nói về Vân Sơn kìa Phụng Kiêu, chúng ta mau vào đi nghe đi. Ha, lần này tha cho nàng, đi nào. Ồ, nguy hiểm quá, may mà có người đã làm gián đoạn, nhưng cứ cảm thấy cái vỏ bọc tiên nhân này của mình đang gặp nguy hiểm vậy. Vân Sơn đó à? Ai vào thì chết cả, không có người nào sống sót ra khỏi đó, cho nên đến người của Bồng Thành cũng không dám vào đó đâu. Ai vào thì người đó chết, không lý nào. Nơi chung sống tiên dục đều là vùng tiên cảnh yên lành, không nguy hiểm như vậy chứ. Sao ông ta lại nói mập mờ như vậy, là giả phải không? Vân Sơn chỉ là một ngọn núi thôi mà, chẳng lẽ trong đó còn có núi, còn có thú hoang tấn công người ta? Cho dù là có thú hoang cũng không đến mức chết sạch hết chứ. Không phải, thứ ẩn núp trong Vân Sơn không phải là thú hoang. Mà thứ ẩn núp trong đó chính là hắc xà yêu vô cùng hung ác trong truyền thuyết. Hắc xà yêu? Nghe nói hắc xà yêu này chuyên tu hành dựa vào việc ăn người, làm nhiều việc ác. Cho nên tiên giới phái tiên nhân hạ phàm để trấn áp nó ở trong Vân Sơn. Ha ha ha, ông lão kể chuyện này, câu chuyện thần thoại của ông kể nghe hay thật đó. Trên đời này làm gì có tiên yêu, ta không tin đâu. Bình thường thôi, mỗi một nơi vì tạo ra sự thần bí mà sẽ luôn biên soạn ra đủ loại thần thoại mà. Điều lão phu nói đều là thật cả, người đời trước đều biết. Không tin thì thôi. Hắc xà yêu. Yêu quái cực ác như vậy tương khắc với tiên dục, ác sẽ không xuất hiện ở Vân Sơn, xem ra chỉ là một câu chuyện truyền thuyết thôi. Vân Miên, Vân Sơn mà người kể chuyện nói đến chính là nơi ngày mai chúng ta phải đi phải không? À, đúng vậy. Người kể chuyện này nói người vào Vân Sơn sẽ chết đó. Hi hi. Chàng có sợ không Phụng Kiêu? Không sợ. Còn có nẻ ở đây mà. Chàng cũng tự giác quá đó. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ chàng thật tốt. Được. Vậy ta phải đa tạ sự bảo vệ của Miên Quý Tần rồi. Lúc ở Phụng Lâm, mình đã cảm thấy Vân Miên không tầm thường. Lần này đi Vân Sơn, mình phải để ý kỹ, xem rốt cuộc Vân Miên có thân phận gì. Kỳ lạ, sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Xem ra thời tiết Bồng Thành đúng là thay đổi trong chớp mắt. Cô gái bên cạnh chính là Vân Miên sao? Trông cũng đẹp thật đó, nhưng trông có vẻ cũng chỉ là một cái bình hoa di động mà thôi.
Đại nhân, ngày mai hành động theo kế hoạch, không được sai sót biết chưa? Vâng. Hoàng thượng, ngươi cứ an tâm ở Băng Hà ở Vân Sơn đi, thiên hạ này ta sẽ thay ngươi trị vì cho thật tốt. Ha ha. Ngày hôm sau, Vân Sơn. Đây chính là Vân Sơn rồi. Cũng không biết tiên dược ở vị trí nào. Hoàng công tử, người đến Mộng Thành không phải là thật sự đến leo núi đó chứ? Đi theo là được, không cần hỏi nhiều. Vâng. Hoàng thượng, làm việc đúng là càng ngày càng kỳ lạ rồi. Vậy mà mang theo hai quý tần ngàn dặm xa xôi đến đây leo núi, chẳng lẽ là thú vui của người địa vị cao sao? À, cứu mạng. Tiểu cô nương đừng chạy mà. Là một cô gái. He he he, tiểu nương tử, nàng chạy không thoát đâu, đừng giấy sụi nữa. Đừng, đừng mà. Ngoan ngoãn nghe theo lời đại gia đảm bảo làm nàng hài lòng, ta đã không nhịn được nữa rồi. Cứu ta. Xin các người hãy cứu ta với. Mấy người bên kia, ta khuyên các người bớt lo chuyện bao đồng, một cút đi. Nơi hoang vu thế này, cô gái và lưu manh từ đâu xuất hiện chứ? Công tử, cứu người không? Xem tiếp đã. Hoàng thượng quả nhiên không phải người dễ dàng mắc bẫy. Xem ra không làm thật một chút thì không được rồi. Còn không mau lên đi, nghe lời dặn dò của đại nhân. Đừng mà, cứu mạng với, cứu ta. He he, da thịt tiểu nương tử đúng là ngon thật đó. Có người ở đây ta càng hưng phấn, ta thích nhất là để người khác nhìn ta chơi phụ nữ. Tiểu nương tử đừng trốn, đại gia ta sẽ an ủi nàng thật tốt mà. Đám khốn kiếp các người, thả ta ra. Kỳ lạ, sao mình cứ cảm thấy họ giống như đang diễn kịch vậy? Công tử, hình như họ làm thật rồi không cứu sao? Hả, thú vị. Bạch bản, cứu người đi. Vâng. À. Hu hu. Cô không sao chứ? Không, không sao. Ngươi chờ đó, bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiểu nữ mặt thiện, đa tạ các công tử cứu mạng. Nếu không có các công tử, ta đã bị bọn chúng làm nhục rồi. Không có cách sáo, giúp người là niềm vui mà. Bạch bán, trở về. Đi thôi. Ê, dạ vâng. Cô nương, vậy cô mau xuống núi đi, nếu không lại gặp phải người xấu thì không tốt đâu. Chết tiệt, hoàng thượng cứ vậy mà đi rồi, vậy mà không thương hại một cô gái yếu đuối như mình chút nào. Không được, mình không thể cứ để bọn họ đi như vậy. Công tử chờ chút đã. À. Cô gái này lúc nãy tuyệt đối là cố ý té ngã, tuyệt đối có điều kỳ lạ. Đa tạ công tử lúc nãy cứu giúp, chỉ là chân tiểu nữ trật rồi, trong lúc nhất thời không đi được. Không biết công tử có thể làm người tốt đến cùng đỡ ta xuống núi không? Chỉ cần hoàng thượng vừa đỡ mình liền có cơ hội trực tiếp giết hắn. Đỡ cô xuống núi. Không được. Cô nương, ta chỉ là chân bị trật rồi, muốn nhờ vị công tử này đỡ ta một chút mà thôi. Vị công tử này còn chưa nói, sao cô nương lại trực tiếp nói là từ chối rồi chứ? Không phải, ta chỉ có chút buồn bực. Cũng đâu phải Phụng Kiêu đã cứu cô cảm ơn chàng ấy làm gì, còn kêu chàng ấy đỡ cô. Ta... Công tử... Đừng có công tử nữa, công tử cứu cô ở đây này. Thế này đi Bạch Bản, người là do ngươi cứu, ngươi cứ đưa vị cô nương này xuống núi đi. Cái gì? Ta... Không được. Nếu cứ bị đưa xuống núi như vậy, mình làm sao mà tiếp cận hoàng thượng rồi giết hắn được? Người nói muốn xuống núi là cô, nói không được cũng là cô. Rốt cuộc thì cô định làm gì? Ta làm việc chuyện lúc nãy nên có chút sợ hãi, lại có chút ngưỡng mộ công tử nên muốn ở lại bên cạnh công tử. Cho nên mới nhất thời ngượng ngùng lấy xuống núi làm cớ. Ngưỡng mộ của cô từ đâu ra? Cô muốn ngưỡng mộ thì cũng nên ngưỡng mộ Bạch Bản chứ nhỉ? Nếu đã vậy thì cô ở lại đi. Phụng Kiêu. Vân Nhi, đỡ cô ta. Lát nữa tìm bộ quần áo cho rồi truyền cho cô ta. Vân.
Chết tiệt thật, sao lại có thêm một cô gái đến dụ dỗ hoàng thượng, đúng là không biết xấu hổ. Phụng Kiêu, sao chàng lại tự ý quyết định chứ? Thôi vậy, ta mặc kệ chàng đó. Ế, Miên Quý, Miên cô nương. Công tử, Miên cô nương giận rồi. Không phải nàng ấy giận, nàng ấy ghen mà thôi. Ta đi tìm Vân Miên, các người đi theo đi. Vâng. Lúc từ Phụ Lâm về, hoàng thượng mang theo hai người. Vân Sơn hoàng thượng sẽ không đưa ba người trở về đó chứ. Đi dạo chơi tìm người đẹp, không hổ là hoàng thượng. Phù, ai mà cuối cùng hoàng thượng cũng dẫn theo mình. Vậy mình chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp cận hắn để ra tay. Còn ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi, thật sự nghĩ là ta sẽ đỡ người khác. Còn thật sự nghĩ là ta sẽ đỡ người chắc. Ả đèn bà ngu xuẩn này. Thôi đi, khoan tính toán với cô ta đã. Chờ sau khi mình đạt được mục đích rồi sẽ tính sổ với cô ta. Cô gái tên Mặc Thiển kia vừa nhìn là biết có vấn đề. Phụng Kiêu còn dẫn cô ta theo, trước đó cũng không thấy hắn lương thiện như vậy, tức chết mình rồi. Vân Miên, nàng tức thì tức, nhưng cũng đừng đánh đám cây cối này, chúng nó vô tội đó. Phụng Kiêu, chàng còn nói được mấy câu này sao? Chàng nói xem, sao chàng đã dẫn Mặc Thiển theo? Có phải bị nhan sắc của cô ta làm cho mê muội được không? Ta là loại người dễ dàng bị mê hoặc thế sao? Hơn nữa cô gái đó làm gì đẹp bằng nàng? Bớt cười đùa cợt nhã đi. Nếu không phải lý do này, vậy sao chàng lại giữ Mặc Thiển lại? Ta không tin chị không nhìn ra cô ta không ổn. Diễn xuất vụng về kia của cô ta, ta tất nhiên nhìn ra rồi. Vậy chàng con... Cô gái đó rõ ràng là nhằm vào ta mà đến, so với việc để cô ta âm thầm làm những chuyện chúng ta không biết. Chi bằng trực tiếp để cho cô ta được như ý, đặt cô ta trước mặt chúng ta, xem thử cô ta muốn làm gì. Không phải chị định xử lý cô gái này y như xử lý Vân Nhi đó chứ? Đúng vậy. Vân Nhi và cô gái này đều mang ý xấu riêng, nếu đã vậy. Ta rất tò mò, nếu hai người này ở cùng nhau sẽ có phản ứng gì, nó không chừng có thể dùng độc trị độc thì sao? Chúng ta chỉ tổng cộng cùng có 4-5 người, còn có 2 người trong bụng mang ý xấu. Ta còn phải dẫn chàng đi tìm thuốc đó, chàng cẩn thận đừng có chơi lố đấy. Sao có thể, không phải vẫn còn có nàng sao? Không phải nàng nó sẽ bảo vệ ta sao? Chàng tự tìm chết, kẻ ngốc mới bảo vệ chàng đó. Đó là tượng đá. Sao vậy? Phụng Kiêu, chàng nhìn tượng đá đó kìa. Có vẻ giống con rắn điện, sẽ không giống như người. Kể chuyện trong bồng thành nói liên quan đến hắc xà yêu đó chứ. Chuyện về xà yêu chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà tượng đá này xuất hiện ở đây đúng là có chút kỳ lạ, có thể là loại cảnh cáo nào đó. Cảnh cáo? Tượng đá này có một luồng cảm giác nhàn nhạt làm cho mình rất không thoải mái. Hắc xà yêu thật sự chỉ là truyền thuyết thôi sao? Đừng nghĩ nữa Vân Miên, có lẽ tượng đá này chỉ là cảnh cáo chúng ta, ở Vân Sơn có rất nhiều rắn, chúng ta rời khỏi đây sớm một chút là được rồi. Chàng nói đúng lắm, sau khi tìm được thuốc chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Ta mặc kệ là Mặc Thiển đột nhiên xuất hiện hay là tượng đá này, điều nói rõ Vân Sơ không đơn giản, mình phải nhanh chóng tìm ra thuốc tiên mới được. Truyền thuyết về hắc xà yêu, thú vị đây. Nếu hiện giờ mình đã không cách nào tiếp cận hoàng thượng, chi bằng mình mượn danh nghĩa hắc xà yêu này tạo ra một cơ hội. Đám người hoàng thượng chắc chắn sẽ không nghi ngờ đến mình. Dựa vào năng lực của mình, thu hút vài con rắn độc đến đây căn bản không phải là vấn đề. Chỉ cần rắn độc qua đây tạo ra hỗn loạn thì mình sẽ có cơ hội tiếp cận để giết hoàng thượng. Ta còn nói là ngươi chạy đi đâu rồi mà. Thì đây là ở đây. Vân Nhi, chừng đâu còn có thể chạy nhanh như vậy. Ta thấy ngươi chỉ là giả vờ thì có. Ngươi tiếng gì vậy? À, rắn. Gì cơ? Rắn. Phụng Kiêu, cẩn thận. Bầy rắn rất hiếm khi chủ động tấn công người. Đám rắn đen này có chút kỳ lạ, giống như bị ai sai khiến mà đến vậy. Ai có khả năng lớn như vậy lại có thể điều khiển nhiều rắn như thế? Sao lại nhiều rắn như vậy? Dựa vào thuật điều khiển rắn của mình thì cũng chỉ 3-4 con thôi. Lần này sao lại dẫn nhiều con đến như vậy? Chẳng lẽ công lực của mình trong vô thức lại tăng lên rồi?
À, Buddha, đừng có qua đây. Mặc kệ vậy, dù sao mình cũng đã đạt được mục đích rồi. Mình phải nhân cơ hội này mau chóng tiếp cận hoàng thượng. À, đáng sợ quá, hoàng thượng cứu ta. Xì cơ. Ta biết tiện nhân ngươi là muốn nhân cơ hội này dụ dỗ công tử mà. Có ta ở đây, cơ hội ly tinh ngươi đừng hòng tiếp cận ngươi. Thả ta ra, ta đi đâu liên quan gì đến ngươi. Đừng hòng đi. Ả đàn bà ngu xuẩn này có phải có vấn đề không? Lúc này không phải vẫn còn tránh rắn sao? Lúc này đã chú ý mình như vậy. Lúc này đã chú ý mình như vậy để làm gì? Tất nhiên là liên quan đến ta rồi. Có một vân mi đã đủ rồi. Lại còn một hồ ly tinh như ngươi đến nữa. Ta nói cho ngươi biết, ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi. Công tử không thể nào nhìn trúng ngươi đâu. Buông tay, còn nhỏ ngu xuẩn này. Ta đâu có muốn dụ dỗ hắn. Chết tiệt, kế hoạch của mình sắp bị nhỏ ngu xuẩn này phá hại rồi. Ngươi dám mắng ta, ngươi là cái gì chứ? Kỹ nữ thối ra. Người tìm chết. Vù quan lược ảnh. Gì cơ? Vậy mà chỉ một cú đã đánh chết toàn bộ đàn rắn rồi. Sao có thể? Sao Vân Miên lại mạnh như vậy? Phụng kêu. Vậy không sao chứ? Ta không sao, chỉ là Vân Miên. Chiêu này của nàng không giống võ công người bình thường dùng lắm thì phải. Thứ lúc nãy ta khai triển chính là nỗ lực bình thường. Ta từ nhỏ đã luyện rất cực khổ, luyện nhiều năm như vậy mới luyện ra được đó. Ta vốn tưởng nàng dựa vào cây quạt này nên mới có sức mạnh mạnh như vậy. Xem ra nàng chỉ tùy tiện vẫy tay một cái cũng rất lợi hại. Vậy ta yên tâm rồi. Quạt bà sa của mình. Như vậy thì ta sẽ tiếp tục giữ quạt bà sa của nàng nhé. Chờ đã. Ta yếu lắm đó, lúc nãy chỉ là may mắn thôi. Phụng kêu chàng trả quạt lại cho ta đi. Phụng kêu thông minh như vậy, cầm quạt của mình rồi sớm muộn gì cũng phát hiện ra thân phận của mình. Hơn nữa rất nhiều tiên thuật của mình đúng thật là phải dựa vào quạt bà sao mới có thể dùng được. Đùa nàng thôi, lợi đi Vân Sơn này chúng ta còn chưa tiến vào sâu mà đã gặp phải nguy hiểm rồi. Trả quạt cho nàng tốt hơn, ta không muốn nhìn thấy nàng bị thương. Ta sẽ không bị thương đâu. Ta cũng sẽ không để cho chàng bị thương đâu. Được, ta sẽ nhớ lời hứa của nàng. Đừng có xoa đầu ta. Đã giải quyết bầy rắn rồi, chúng ta mau đi thôi. Không ngờ Phụng kêu lại chủ động trả quạt cho mình. Nhưng mà lần đi Vân Sơn này đúng thật là có chút không đúng lắm. Mình phải mau chóng tìm thấy tiên dược mới được. Chết tiệt, yêu đạo Vân Miên này đã cứu hoàng thượng rồi. Hoàng thượng chắc chắn là đặc kệ để ý cô ta rồi. Đáng ghét, không phải cô ta chỉ là dựa vào chút vận may thôi sao? Ngươi cảm thấy cô ta là dựa vào vận may mà diệt được đám rắn kia? Không thì sao, không phải chỉ là tiện nhân biết chút yêu thuật liền khoe khoang thôi sao? Cứ chờ đi, sớm muộn gì ta cũng khiến cô ta hiện ra nguyên hình. Nhìn thấy thực lực này, thực vật Vân Miên thể hiện ra lúc nãy, cái ả ngu xuẩn như Vân Nhi này, vậy mà lại cho rằng phụ chú của mình có thể đối phó với Vân Miên, có não không vậy? Lúc đầu mình không nên tin lời từ một phía của kẻ ngu ngốc này, thiếu chút nữa là mình tưởng Vân Miên kia là yêu đạo hạng 3 rồi. May mà mình dùng đám đắng thăm dò trước thực lực thật sự của Vân Miên kia. Xem ra từ giờ mình phải án binh bất động trước, tính kế lâu dài mới được. Là tiên lực. Không ngờ Vân Sơn lại có tiên nữ thiên cung đến. Tốt quá rồi, Hắc Xà yêu ta bị trấn áp ở Vân Sơn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cách thoát khỏi giam cầm rồi. Tiên nhân này chính là cơ hội của mình. Sao vậy Vân Miên? Không có gì, chúng ta mau đi thôi. Lúc nãy trong nháy mắt mình cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ không thoải mái. Là mình làm sao? Công tử, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu vậy? Đường đi của Vân Sơn này phức tạp hiểm trở, lúc nãy còn có đàn rắn xuất hiện, chúng ta không thể đi lung tung được, lỡ như lạc mất phương hướng thì không xong đâu. Vân Miên, tiếp theo chúng ta đi thế nào? Ế? Để ta nghĩ xem là đi về phía nào? Tiên thuật của mình có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của thuốc tiên, để mình lén dùng tiên thuật thử xem sao. Tầm tiên tung. Đi. Hoàng thượng, một cô nương như Miên Quý Tường cũng là lần đầu đến Vân Sơn. Người hỏi cô ấy làm gì, sao cô ấy biết đi thế nào được?
Nàng ấy sẽ biết thôi, chúng ta chỉ cần đi theo là được. Sao cô ấy có thể biết được? Chúng ta đi về đường núi bên trái đi, mau lên. Sì cơ, biết được sao? Đi bên trái. Không phải, Miên Quý, cô nương, sao cô lại biết là đi về phía bên trái chứ? Hả? Ta cứ thích đi bên trái đó, bên trái là con đường may mắn của ta không được sao? Con đường may mắn, hại quá rồi đó. Lương tâm của cô không đau hả? Đi nào. Hả? Hoàng thượng đây là bị sắc đẹp làm lu mờ suy nghĩ, sao cái gì cũng nghe Miên Quý tận vậy chứ? Đây nào còn nào hoàng thượng vô tình, anh Minh quyết đoán năm nào nữa chứ. Dựa theo tốc độ này chắc có thể tìm được thuốc tiên rất nhanh thôi nhỉ. Vân Sơn này, vậy mà còn có người ngoài tiến vào. Một ông lão. Sao con bướm tìm dấu vết của mình lại biến mất trên người ông lão này vậy? Chẳng lẽ ông ấy có liên quan đến thuốc tiên? Người là ai? Lão đây là một người hái thuốc bình thường, thường hay hái thuốc ở Vân Sơn. Lão không ngờ còn có thể gặp được người ở nơi này, bởi vì lời đồn hắc xà yêu kia nên lão đã rất hiếm khi thấy có người đến Vân Sơn này rồi. Ông cũng từng nghe lời đồn hắc xà yêu sao? Vậy ông không sợ hả? Trời, một người đã bước nửa bước vào quan tài như ta thì sợ gì chứ? Hơn nữa loại như hắc xà yêu này đều là truyền thuyết mà thôi, chỉ dọa được người ngoài sẽ có thể dọa được người sống dựa vào hái thuốc như ta chứ. Ông mà, nếu ông đã sống dựa vào việc hái thuốc, vậy ông có từng thấy một cây thảo dược có cánh hoa màu xanh tím, rễ màu xanh lá không? Hình như hơi ấn tượng, đúng là từng nhìn thấy, hình như cột phát sáng trong đêm rất thần kỳ. Tí là vị trí mọc có hơi nguy hiểm, lão này cũng chỉ là nhìn thấy từ xa. Vậy ông có thể đưa bọn ta đi xem thử không? Bướm tìm dấu vết biến mất trên người ông lão này, nghĩa là ông lão này từng nhìn thấy thuốc tiên, chắc ông ấy không còn nói dối. Chắc ông ấy không có nói dối. Được thôi, vậy các vị đi theo lão đi. Chờ đã. Cô nương, sao vậy? Không có gì, lúc nãy trên vai ông có con sâu, ta giúp ông phủi đi rồi. Không có gì, đi nào. Được thôi, lúc nãy mình dùng tiên lực thăm dò ông lão này một chút, trên người ông ấy đúng thật là không có vấn đề gì. Tiên nhân này đúng là cẩn thận, đáng tiếc cơ thể mình dùng xà yêu hóa hình này chẳng qua chỉ là một lớp vỏ trống không mà thôi. Yêu lực cũng bị hơi thở tiên dược bao trùm, tiên nhân này cũng không phát hiện được vấn đề gì. Vân Mi, sao vậy? Phụng kêu, ta cứ cảm thấy ông lão này đến đúng là quách, trùng hợp, còn nhiệt tình như vậy. Nhất là mình cứ cảm thấy ông lão này rất bất thường, nhưng sau khi thăm dò lại không phát hiện được vấn đề gì, rất là kỳ lạ. Chàng cảm thấy ông ấy có biết vị trí thảo dược chúng ta muốn tìm không? Ông ấy chắc chắn biết. Nếu là vậy, chúng ta sẽ đi theo ông ấy trước, cảnh giác một chút là được rồi. Dù sao trong đội ngũ của chúng ta cũng không thiếu kẻ lai lịch không rõ. Cũng đúng. Cô nương, hai người đang nói gì vậy? Không có gì, chúng ta qua đây. Phụng kêu, chạy đi phía sau, nhất định phải theo sát ta, ta sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Được, ta nhất định sẽ dính lấy nạn, thật chặt mà. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đó, chàng làm gì vậy? Ta rất nghiêm túc mà, trong đội ngũ nhiều người xấu như vậy, ta sợ lắm đó, dính nạn chặt một chút mới có thể yên tâm được. Nhiều người xấu như vậy còn không phải do chàng gây ra sao? Thôi vậy, chàng đừng nói chuyện, theo sát ta là được rồi. Được. Theo như cuộc nói chuyện của bọn họ, Phụng Kiêu đến Vân Sơn là vì tìm thảo dược. Mà trùng hợp ông già này biết vị trí của thảo dược kia, vận may của Phụng Kiêu này đúng là tốt thật. Thời gian không còn nhiều nữa, mình phải mau chóng ra tay, nếu không chờ Phụng Kiêu tìm được thảo dược, rời khỏi Vân Sơn rồi sẽ không có cơ hội. Tốt thế này để ra tay nữa. Ả đàn bà hồ ly tinh chết tiệt này, biết nghe là đang tìm cơ hội dụ dỗ hoàng thượng mà. Đúng là tức chết mình rồi. Cô nương, hình như cô có thù với cô gái tên Vân Miên kia, chỉ bằng ta nghĩ cách để cô ở riêng với Vân Miên. Thủ đoạn Vân Miên kia lợi hại, khác người thường, nhưng nếu mình lợi dụng Vân Nhi để cô ta dụ Vân Miên đi, thì mình có thể tiếp cận hoàng đế, chờ cơ hội ra tay rồi. Ở riêng thì chứ, cô tưởng ta không biết suy nghĩ của cô sao? Không phải là muốn ta dẫn Vân Miên đi để cô nhân cơ hội dụ dỗ hoàng công tử sao? Ta nói cho cô biết,
bớt nằm mơ đi. Cô Vân Mi là tiện nhân, cô cũng là tiện nhân. Ta nói cho cô biết, bớt có ý đồ với công tử đi. Có ta ở đây, ta tuyệt đối không để cô đến gần người đâu. Thả đàn bà ngu xuẩn, trong não chỉ toàn tình yêu, dụ dỗ này. Sớm biết vậy thì nên giải quyết cô ta ở trong cung rồi. Đỡ cho đến giờ lại trở thành hòn đá cản đường của mình. Vách núi Vân Sơn. Ông lão, chúng ta đã theo ông đi đến vách núi rồi. Phía trước là vách đá không hề có đường đi, thảo dược ông nói ở đâu? Ôi, lúc đó ta thấy cây thảo dược đó đây mà. Lúc đó cây thảo dược kia phát sáng nhìn rất thần kỳ. Ở sâu bên trong vách đá. Không phải chứ ông lão, ông đang đùa ta à. Thảo dược ông nói mọc ở sâu trong vách núi, làm sao mà hái chứ. Cậu à, trước đó ta đã nói rồi, thảo dược này mọc ở vị trí rất nguy hiểm. Nếu dễ hái thì ta đã hái từ lâu rồi. Nếu là vậy thì cảm ơn ông nhiều nhé. Còn về làm sao để hái thảo dược thì tự bọn ta sẽ giải quyết. Tiên dược mọc ở vách đá căn bản không phải là vấn đề. Nếu lúc đó mình lén tay qua đó không nhỏ, không khó chút nào. Không phải, Miên Quý, cô nương cô nói cũng nhẹ nhàng quá rồi đó. Sao mà giải quyết? Cô cũng không thể để hoàng công tử đi chứ. Bạch Bản, Vân Miên, tự có cách. Người bớt lắm lời đi. Được, được, được. Dù sao thì người thường bị thương mãi. Dù sao thì người bị thương mãi là ta. Vậy ta đi xung quanh thăm dò một chút đã. Hay, không dễ gì mới đi đến vách núi. Vậy lão phu hái chút thảo dược ở gần đây đã. Ông lão này vất vả đưa chúng ta lên đỉnh núi, chỉ vị trí thảo dược, thái độ niềm nở cũng không đòi tiền của chúng ta. Phụng Kiêu, chàng nói xem rốt cuộc ông ta hiền lành, chất phác hay là có mưu đồ khác đây. Người xưa nói rất hay, không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phượng trộm cắp. Xem tiếp xem sao. Hai người này đúng là nhạy bén, hình như đã nghi ngờ bốn tôn rồi. Nhưng cũng không sao, chỉ cần hai người vẫn có ý muốn có được cây linh thảo Vân Sơn kia là được rồi. Thiên giới phong ấn bổn tôn ở đây đã mấy trăm năm, cây thảo dược kia chính là mắt trận của phong ấn. Chỉ cần các người có thể lấy nó đi, bổn tôn sẽ có thể phá phong ấn mà ra. Giờ bổn tôn sẽ đưa các người đến nơi phong ấn. Bổn tôn có thể lại thấy được ngày mai hay không thì phải xem các ngươi rồi. Gì cơ? Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Mình đâu có dùng pháp thuật đâu. Không xong. Đây là trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống? Sao nàng lại biết? Không kịp rồi. Phụng Kiêu mau nắm chặt ta, đừng để bị lạc đó. Chuyện gì vậy? Không phải mình chỉ đi thăm dò xung quanh một chút, tiện thể hái chút trái cây thôi sao? Một hoàng thượng to lớn như vậy, sao một ánh sáng chiếu qua thì không thấy đâu nữa thế? Phụng Kiêu, chạy không sao chứ? Trong lúc sang đây, cơ thể có cảm thấy khó chịu không? Yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là không ngờ trên đời còn có thứ thần kỳ như trận pháp truyền tống. Như vậy còn tồn tại, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Đây, ta cũng là nhìn thấy từ trong sách. Lần đầu tiên gặp sẽ khiến người ta rất khiếp sợ thôi. Ồ, vậy sao? Như lúc nãy, nàng dường như chỉ nhìn một cái liền nhìn ra điều này. Ái chà, hình như đây là hang động đá vôi đó. Chúng ta được đưa trực tiếp đến hang động đá vôi bên trong Vân Sơn từ vách núi sao? Diễn lố ghê. Không thể để Phụng kia hỏi tiếp được. Nếu không mình thật sự không biết nên giải thích thế nào. Sao Vân Sơn lại tồn tại thứ như trận pháp truyền tống chứ? Ha, chuyện chủ đề chẳng mượn chút nào. Thôi vậy, chúng ta tìm thử xem có lối ra nào không đi. Ra ngoài còn không phải đơn giản sao? Xem ta. Chờ đã, đó là Vân Sơn Linh Thảo. Vân Miên, sao vậy? Phụng Kiêu, mau nhìn đi. Thảo dược trị bệnh cũ của chàng ở kia. Không ngờ cây thảo dược đó lại ở trong hang động. Còn trùng hợp ở trước mặt chúng ta, cứ cảm thấy giống như cạm bẫy do ai lập ra vậy. Đúng là hơi giống, ông lão hái thuốc trước đó nói với chúng ta là ở trên vách núi, xem ra ông ấy đã nói dối rồi. Mà ông lão đó và những người khác đi đâu cả rồi? Mặc kệ bọn họ đi, trừ Bạch Bản ra những người khác đều bụng dạ khó lường, không đi theo chúng ta càng tốt. Phụng Kiêu, mặc kệ có phải cạm bẫy không, thảo dược này có thể trị bệnh cũ của chàng, chúng ta nhất định phải lấy được nó. Người phụ nữ này. Đi nào,
Tất cả đã có ta sẽ bảo vệ chàng mà. Đồ ngốc, lời này nên để ta nói mới đúng. Ta sẽ bảo vệ nàng, ai muốn hại nàng trừ phi là ta chết. Hả? Ai cần chàng bảo vệ chứ, ta mạnh lắm đó. Gì cơ? Nói nên là... Lúc nãy chúng ta ở hang động, giờ đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ cũng giống như ở Phụng Lâm, chúng ta lại rơi vào ảo cảnh rồi. Ta cũng không rõ lắm, để ta xem thử. Không phải chứ, lại là ảo cảnh. Chuyện lần trước ở Phụng Lâm mình còn chưa đã thích rõ với Phụng Kiêu, lần này lại nữa. Không được, mình dùng tiên thuật thăm dò nơi này một chút rồi nói. Chuyện gì vậy? Tại sao tiên lực của mình mất rồi? Vân Miên, nàng làm sao vậy? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Không có gì. Chỉ là đột nhiên đến nơi này nên có chút hốt hoảng. Nơi này lại có thể trói buộc tiên lực của mình, rốt cuộc đây là nơi nào? Hơn nữa, mình không còn tiên lực, làm sao có thể bảo vệ Phụng Kiêu đây? Đừng sợ. Ta nói rồi, dù nàng ở đâu ta đều sẽ bảo vệ nàng. Ta biết rồi. Dừng lại ở đây cũng vô ích, chúng ta đi về phía trước đi. Bất kể thế nào mình cũng phải lấy được tiên dược, cho dù không có tiên lực, mình cũng phải lấy được. Kỳ lạ, tiên lực trong cơ thể mình biến mất rồi, như tại sao cảm giác khắp nơi tràn đầy tiên lực? Đây rốt cuộc là nơi nào? Thực sự là ảo cảnh sao? Có âm thanh. Hình như là tiếng nước ở không xa lắm. Đi, chúng ta đi xem thử. Hạo Nhược Tinh Hà. Đây là Tinh Hà. Hạo Nhược Tinh Hà. Sao mình lại thấy cái tên này quen như vậy? Chờ đã, mình nhớ ra rồi. Hạo Nhược Tinh Hà ở trong Huyễn Giới Tinh không của Bắc Lâm Tinh quân cơ mà. Chẳng trách lúc nãy mình lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của tiên lực ở xung quanh. Đây chính là huyễn giới do tiên nhân tạo ra. Huyễn giới tự tạo thành một phương khác với ảo cảnh. Chuyện xảy ra trong ảo cảnh chẳng qua chỉ là ngủ say mà thôi, nhưng nếu chết trong huyễn giới, vậy thì thực sự là đã chết. Vân Mi, nàng sao vậy? Sao đột nhiên lại căng thẳng như vậy? Phụng Kiêu, chúng ta nhất định phải cẩn thận, nơi này là... Không đúng, Phụng Kiêu không hề biết chuyện trên đời này có tiên nhân. Mình không thể nói cho chị ấy biết đây là huyễn giới, nếu không chị ấy chắc chắn sẽ đoán ra được thân phận của mình. Sao vậy? Vân Mi, chẳng lẽ nàng biết nơi này là đâu? Ta không biết, nhưng ta từng đọc trong sách về một nơi tương tự. Tóm lại, chúng ta phải vô cùng cẩn thận, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Trong giọng Tinh Hà này không hề rộng, có lẽ ta có thể dùng khinh công đưa nàng bay qua nó. Không được! Phụng Kiêu, Tinh Hà này nhìn thì không rộng, thật ra lại vô cùng mênh mông. Người phàm, không phải, người bình thường tuyệt đối không thể vượt qua được đâu. Hơn nữa Tinh Hà giống với nước hoàng tuyền, chạm vào thì sẽ chìm xuống đấy, tuyệt đối không nổi lên được. Muốn dựa vào cơ thể để vượt qua là tuyệt đối không thể nào. Nếu giờ mình vẫn còn tiên lực thì có thể đưa Phụng Kiêu qua đó, tiếc là... Không ngờ nàng lại hiểu rõ nơi này như vậy. Những điều này đều là nàng đọc được từ trong sách sao? Đúng vậy. Nàng đúng là kiến thức uyên bác. Vậy trong sách đó có viết có cách nào đi qua con sông này không? Vân Miên đúng thật là không biết nói dối. Làm gì có sách nào lại viết tường tận những thứ này chứ. Thôi vậy, giờ cũng không phải lúc hỏi nàng ấy, tiện thể nghe theo ý của nàng ấy vậy. Trong sách từng nói muốn qua sông chỉ có thể dựa vào tiên, dùng thuyền không tầm thường mới có thể đi qua được. Nhưng giờ chỉ dựa vào chúng ta là không thể qua được đâu. Đây là đường cùng. Đường cùng sao? Gì cơ? Phần miệng, đây chính là thuyền. Có thể chở chúng ta qua sông mà nàng nói sao? Sao có thể? Trùng hợp quá rồi đó. Vậy mà lại có thuyền đến chở chúng ta qua sông. Là ai đang giúp chúng ta? Tóm lại là cũng không cần đường lui nào để đi. Nếu đã vậy, mặc kệ là ai giúp chúng ta, lên trước rồi nói tiếp. Phụng Kiêu, đừng. Yên tâm, thuyền này không có vấn đề. Lên đây đi, ta bảo vệ nàng. Sao này chàng đừng liều lĩnh như vậy đó. Lỡ như thuyền này là cạm bẫy thì sao? Lỡ như chàng... Chẳng phải có người bước ra bước đầu tiên chứ. Cũng phải có người bước ra bước đầu tiên chứ.
Vân Miên, ta không thể để nàng mạo hiểm, cho nên để ta làm là thích hợp nhất. Phụng Kiêu, chàng thật là... Đừng nhúc nhích, đứng vững. Chúng ta đã ở trên thuyền rồi, cẩn thận đừng để rơi xuống. Ta biết rồi, nhưng Phụng Kiêu cũng không cần ôm mình chặt như vậy chứ, đứng cũng gần quá rồi. Quá cầu này. Vân Miên, sao vậy? Không có gì. Không cảm giác sai, trên quả cầu này tràn đầy yêu lực. Tại sao hiển giới ngăn cản chúng ta là do tiên nhân tạo ra? Mà thuyền giúp chúng ta đi qua sông lại tràn đầy yêu lực. Ta đã dùng mấy phần yêu lực để giúp các ngươi qua tinh hà rồi. Tiếp theo phải xem các ngươi rồi, đừng làm ta thất vọng đó. Còn nữa, bổn tôn cũng giúp các ngươi nhốt hai gánh nặng ngay trở ngại rồi, sẽ không trở ngại đến các ngươi nữa. Như vậy xem ra các ngươi chắc chắn có thể hái được tiên dược rồi nhỉ. Để báo đáp, giờ khi bổn tôn nhìn thấy lại được ánh mặt trời. Bổn tôn nhất định sẽ nuốt toàn bộ các ngươi vào trong bụng, để các ngươi yên giấc ngàn thu. Chết tiệt, sao đi tới ly vui, rồi lại trở về chỗ cũ vậy chứ? Chúng ta đang ở đâu? Hoàng, công tử và tiện nhân Vân Miên kia đi đâu rồi? Người gấp cũng vô ích, chắc chúng ta đang bị nhốt trong trận pháp nào đó rồi. Mình có thể cảm giác được xung quanh có sức mạnh mạnh mẽ đang giam cầm chúng ta. Hang động này không tầm thường, rốt cuộc là nơi nào? Trận gì chứ, một thôn nữ như cô hiểu cái gì? Nếu ta và công tử ở cùng nhau thì tốt rồi, đúng là xui xẻo, tại sao cứ phải nhất định là ở cùng với cô chứ? Câm miệng đi, cứ tưởng ta muốn ở cùng ngươi chắc. Á đàn bà ngu xuẩn. Không được, mình phải nghĩ cách phá trận, nếu không thì sẽ không thể đạt được mục đích của chuyến đi này rồi. Chúng ta thật sự đã đi qua tinh hà rồi. Sao vậy? Đi qua tinh hà rồi nàng không vui sao? Ta cảm thấy quá thuận lợi rồi. Rõ này là đường cùng để đột nhiên xuất hiện một con thuyền giúp chúng ta. Hơn nữa, đó là thuyền được hình thành từ yêu lực, thật sự là quá không bình thường. Hơn nữa gì? Không có gì. Dù thế nào chúng ta cũng phải lấy được thảo dược. Nếu đã vậy, nghĩ nhiều cũng vô ích, phá giải huyễn giới tinh không này trước rồi nói. Thì ra nơi này được gọi là huyễn giới tinh không à? Không xong rồi, nó hớ rồi. À thì ta cũng chỉ nó bừa thôi. A ha ha, khắp nơi đều là sao trời mà, ta tùy tiện đặt một cái tên. Tiêu rồi, Phụng Kiêu chắc chắn nghi ngờ mình rồi, mình làm sao đây? Hoảng gì chứ? Gì cơ? Vân Mi, ta biết nàng có bí mật. Yên tâm đi, ta sẽ chờ đến khi nào nàng muốn nói với ta thì nói. Phụng Kiêu chàng... Đi nào, đừng cách ta xa quá. Nếu không, ta không cách nào bảo vệ tốt cho nàng được. Phụng Kiêu, nếu chúng ta sống sót ra ngoài, ta sẽ nói cho chàng một bí mật. Được thôi. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ sống sót đi ra ngoài mà. Ta không nỡ để nàng chết ở đây đâu. Ta cũng không nỡ. Chúng ta sẽ sống sót đi ra mà. Đây là Tinh La Kỳ Bố. Tinh La Kỳ Bố. Chắc chắn rồi, đây chính là huyễn giới Bắc Lâm Tinh Quân tạo ra. Mặc kệ là Hạo Nhược Tinh Hà trước đó hay là Tinh La Kỳ Bố hiện giờ đều giống y như cái lúc trước mình từng thấy. Phía trước có nhiều tinh thạch nổi trên không vậy, chẳng lẽ là muốn chúng ta đạp lên chúng nó để qua phía đối diện? Không có đơn giản như vậy. Đây là một ván cờ. Ván cờ? Đúng, đây là thế cờ Tinh La bắt trước theo bản đồ sông ngòi, ngang dọc 30 đường. Dùng tinh thạch làm cờ. Một khi bước sai sẽ bị tinh trụ tấn công. Nhưng mà Phụng Kiêu, ta biết làm sao để qua đó, chỉ là tinh thạch này không lớn, chỉ đủ cho một người bước lên. Thế này đi, chàng đi theo ta đưa chàng qua đó. Sao nàng lại biết đi như thế nào? Không phải đã nói rồi sao? Chờ ra ngoài rồi ta sẽ nói cho chàng biết bí mật của ta. Được. Nhưng Vân Miên, đừng cố quá, ta không muốn nàng bị thương. Yên tâm đi, ta quen thuộc với nơi này. Sợ mình không còn tiên lực, giống như người bình thường vậy. Nhưng vị Phụng Kiêu mình cũng phải thử một lần mới được. Đúng rồi,
quả nhiên là đi như vậy. Phụng Kiêu, chàng bước theo tinh thạch ta đã dẫm qua, tuyệt đối đừng có bước sai đó. Được. Chuyện gì vậy? Sao cách di chuyển của Vân Miên không giống với trước kia nhỉ? Nàng ấy rõ ràng đã ung dung nhẹ nhàng mới đúng, sao lúc này lại giống y như một người bình thường vậy? Trái một phải ba. Thẳng đến Thiên Nguyên. Không xong, viên tinh thạch kế tiếp có hơi xa rồi. Vân Miên, nàng vẫn ổn chứ? Ta không sao. Tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng miễn cưỡng thì chắc cũng có thể nhảy đến. Cho dù thế nào đi nữa, không thể dừng bước ở đây được. Tốt quá rồi, giảm tới rồi. Gì cơ? Tiêu rồi, mình nhảy sát địa quá rồi. Sắp lên xuống rồi. Vân Mi. Phụng kêu chàng. Đã nói nàng đừng có cố quá mà. Không xong. Chúng ta bước nhầm tinh thạch rồi. Đừng sợ, có ta ở đây. Phụng kêu, cẩn thận. Đừng sợ. Đi. Phụng kêu, chị không sao chứ? Có bị lửa tinh lúc nãy bắn qua là bị thương không? Yên tâm đi, ta không sao, sắp qua đến bên kia rồi. Ý định giết người của thế cờ tinh la được xấu đi, một khi bước sai chỉ có con đường chết. Sẽ thông qua dễ dàng như vậy sao? Phụng kêu, mau tránh ra. Mình biết ngay là không đơn giản như vậy mà, nhiều lưỡi tinh kéo tới như vậy không chết cũng bị thương nặng. Lần này e là không tránh được rồi. Tại để ta. Phụng kêu, chị không thể có chuyện được, để ta đỡ. Đồ ngốc, sao có thể để nàng ra đỡ được chứ? Gì cơ? Muốn chết thì cũng phải để ta chết trước nàng. Đừng mà, Phụng kêu. Ai kêu chàng làm lá chắn chứ? Không phải chàng đã phong ta làm quý tần rồi sao? Chàng đây là muốn ta làm quá phi sao? Chàng không thể. Đây là... Uy lực tiên khí mạnh quá, hình như là truyền từ trong cơ thể Phụng kêu ra. Không ngờ tinh la kỳ bố lại bị tiên khí này phá mất rồi. Sao những lưỡi đau gió kỳ lại biến mất rồi? Phụng kêu, chị có biết lúc nãy chị đã làm gì không? Ta đã làm gì cơ? Phụng kêu vậy mà lại không biết. Nhưng lượng tiên khí kia rõ ràng là truyền từ trong người Phụng kêu mà ra. Nói ra thì lúc ở Phụng Lâm, dường như Phụng kêu cũng từng xuất hiện chuyện thế này. Sao nàng đã đần ra thế kia, bị dọa cho ngốc rồi? Chàng mới là bị dọa cho ngốc đó. Ha, thôi, rời khỏi chỗ này trước rồi lại nói đi. Phụng kêu, lúc nãy chị không cảm thấy trong cơ thể có gì khác thường sao? Hình như không có gì cả. Ta chỉ cảm thấy hình như có một cơn gió mãnh liệt thổi đến, là cơn gió đã phá trận cờ này sao? Cũng tính là vậy. Một hoàng đế người phàm bình thường tuyệt đối không thể có loại y lực. Tiên khí chỉ cần nhẹ nhàng một chút thôi đã có thể phá được tinh la kỳ bố. Rốt cuộc Phụng kêu là ai? Nói ra thì hình như lúc nãy ta nhìn thấy ai đó khóc thì phải. Khóc? Ai khóc chứ? Ta đâu có khóc. Vậy sao? Nhưng rõ ràng ta nghe thấy có người vừa khóc vừa nói. Nàng ấy không muốn làm quá phi. Ai nói chứ? Gì mà quá phi? Gì mà vừa khóc vừa nói chứ? Căn bản là không có chuyện này. Không có đâu, chị nghe nhầm rồi. Vậy sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy nàng lo lắng cho ta đến mức đỏ cả mắt. Đỏ mắt? Đó là ta bị cơn lốc lúc nãy làm cho không thấy gì luôn. Là hiện tượng sinh lý của mắt, không thể tránh được, còn lâu mới lại lo lắng cho chàng. Như vậy à? Ôi! Đau quá! Phụng kêu chàng làm sao vậy?
Có thể lúc nãy có vậy lửa tinh đánh trúng qua rồi, ngực đau quá. Sao lại như vậy? Phụng Kiêu, chàng đau lắm hả? Nhưng sợ chúng ta không ra ngoài được, tính sao đây? Hay là để ta cõng chàng đi, chàng đáng nhịn một chút, chờ khi ra khỏi đây ta sẽ trị cho chàng. Còn nói là không sót. Gì cơ? Chàng không sao? Ừ, không sao, ta lừa nàng thôi, ta chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng nàng lo lắng cho ta lần nữa mà thôi. Phụng Kiêu, sao chàng có thể trêu đùa ta chứ? Được rồi, điều tại ta không chọc nàng nữa. Nhưng mà đùa như vậy có phải tâm trạng tốt hơn một chút được không? Hả? Ta thấy từ khi nàng tiến vào nơi này là cứ có bộ dạng tâm sự nặng nề, trông có vẻ rất lo lắng vậy. Nhưng nàng xem, không phải chúng ta đều đã an toàn vượt qua những ải khó khăn lúc nãy rồi sao? Phụng Kiêu. Cho nên đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng lo lắng. Có ta ở đây, chúng ta sẽ an toàn ra ngoài được thôi. Ta biết rồi. Trước giờ mình chưa từng mất đi tiên lực, cho nên ở nơi này theo bản năng mà hoảng hốt và sợ hãi như người bình thường vậy. Mình tưởng bản thân đã che giấu rất kỹ, không ngờ vẫn bị Phụng Kiêu phát hiện ra. Phụng Kiêu, chắc chàng đã phát hiện. Sợ ta đã trở nên rất yếu, ta sợ sẽ hại chết chàng. Ta không muốn trở thành gánh nặng của chàng, ta không muốn chàng có chuyện. Sao nàng lại thành gánh nặng của ta chứ? Vân Mi, nàng nghe đây, nàng bên cạnh ta lúc này cam chịu gặp nguy hiểm, cũng muốn bảo vệ ta, là vinh hạnh của Phụng Kiêu ta. Nàng ở đây chính là niềm tin lớn nhất để ta tiếp tục sống. Nàng không phải gánh nặng, là đặc ân ông trời ban cho ta. Phụng Kiêu. Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ không để nàng có cơ hội làm quá phi đâu. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Tên này không thể quên cái từ quá phi đi sao? Cái tên ngốc Phụng Kiêu này, đến thân phận của mình còn không biết, còn đặc ân nữa chứ. Sao lại ngốc nghếch một cách đáng yêu như vậy? Hết đường rồi, chỉ còn một bậc thang dài hướng lên trên. Tinh là vạn tượng. Nếu như mình nhớ không sai thì đây hẳn là ải cuối cùng của tinh không huyễn giới rồi. Phụng Kiêu, qua bậc thang dài này là chắc chúng ta có thể phá vỡ huyễn giới này rồi. Dựa theo độ khó của tinh hạ và tinh kỳ trước đó mà xem, bậc thang dài này hẳn sẽ không bình thường đâu nhỉ? Đúng, theo ta được biết, chưa từng có người nào vượt qua được bậc thang dài này. Có rất nhiều người từng bước đến bậc thang dài này, nhưng không có ai lại có thể xuất hiện trước mắt người đời lần nữa. Không có ai thông qua sao? Vậy ta sẽ làm người đầu tiên. Phụng Kiêu, một khi bước lên bậc thang này cho dù là ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hay là chúng ta suy nghĩ thêm đã. Mi Nhi ngốc, nàng cũng nói rồi, chưa biết được sẽ có điều gì trên bậc thang. Nếu không tự mình lên đó, chỉ đứng đây nghĩ thì cũng không nghĩ được cái gì đâu. Nhưng mà... Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Yên tâm đi, ta sẽ đi lên trước thăm dò, nếu không có gì, nàng lại đi lên. Không được, nếu đã muốn đi lên đó, vậy chúng ta cùng lên. Có chết thì cùng chết. Vân Miên. Lúc nãy chị nói đúng, có nghĩ nhiều thế nào đi nữa cũng vô ích. Đến cuối cùng chúng ta vẫn phải qua ải cuối cùng thôi. Đi, ta không tin bậc thang này lại có thể nhốt được chúng ta. Tính cách của nhà đầu này vẫn giống y như lúc trước, nó là làm cho được. Phía sau hết đường rồi. Xem ra một khi bước lên bậc thang này thì không còn được trở về nữa rồi. Chẳng trách không ai có thể đi trở về. Miên Nhi, chúng ta đi lên trên đi. Được. Ở trên bậc thang dài này rốt cuộc sẽ có gì đây? Có tiếng bước chân. Kẻ vào thang trời. Giết. Không xong, đây chính là thiên binh tiên giới. Chết. Hả, mặc kệ là tiên hay ma, kẻ dám cản Phụng Kiêu ta. Phụng Kiêu đều phải chết. À. Hóa thành mây mù biến mất rồi. Phụng Kiêu, chị không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là thiên binh này đã không chịu nổi một đòn của ta, có hơi đơn giản quá rồi đó.
Ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Theo lý mà nói thiên binh không yếu như vậy mới phải. Chúng ta tiếp tục đi lên xem thử đi. Ừ. Kẻ vào thang trời, giết. Lại là thiên binh mà còn biến thành hai tên rồi. Để ta. À. Lại biến thành mây khói, tan biến rồi. Miên Nhi, chúng ta tiếp tục đi lên trên. Phụng Kiêu, ta cảm thấy có chút phiền phức rồi. Không biết bậc thang này dài đến đâu, cũng không thấy được đường phía trước. Chúng ta không cách nào biết rõ được rốt cuộc sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu thiên binh nữa. Vậy thì cứ chém từng tên một để bước qua thôi. Giết đến khi cái thang trời này không thể gọi thêm thiên binh ra nữa mới thôi. Không thể gọi thêm thiên binh ra nữa mới thôi sao? Tại sao mình cứ cảm thấy không đúng lắm? Thang trời này tên Tinh La Vạn Tượng. Rốt cuộc đang che giấu ý nghĩa gì? Hey. À, ôi. Đây đã là lần thứ 5 rồi. Từ lúc bắt đầu là một thiên binh, đến giờ đã 5 thiên binh rồi. Mỗi lần giết chết thì lần sau sẽ tăng thêm một người. Chẳng nhìn thấy điểm cuối của bậc thềm nói lên trên trời này đâu cả. Nếu muốn đi đến nơi cao nhất thì số thiên binh này sẽ tăng đến số lượng khủng bố thế nào đây chứ? Hơn nữa, sau khi những thiên binh này chết cũng không để lại thi thể, toàn bộ đều tan biến thành mây khói. Điều này rất kỳ lạ, chắc chắn là mình đã bỏ sót gì đó rồi. Y nhi, những thiên binh này có chút kỳ lạ. Mỗi lần bọn họ xuất hiện đều sẽ lặp lại, lời nói y như trước đó, thậm chí vẻ mặt và cách tấn công đều giống y như nhau, giống như không có suy nghĩ vậy. Không có suy nghĩ? Chờ đã, mình biết cái gì? Mình biết là mình đã bỏ sót cái gì rồi. Mình đúng là ngốc, nơi này là huyễn giới của Bắc Lâm Tinh Quân, không thể nào có sinh linh nào ngoài hắn xuất hiện được. Tinh La Vạn Tượng, tuần hoàn tới lui, vô cùng vô tận. Những thiên binh này là do mây mù chung quanh tạo ra. Miên Nhi, đã nghĩ đến điều gì rồi sao? Phụng Kiêu, thật ra... Kẻ vào tan trời, giết! Lại đến nữa rồi. Ta giết bọn họ trước đã. Chờ chút Phụng Kiêu. Chàng đừng giết bọn họ, chúng ta nghĩ sai rồi. Càng giết những thiên binh này thì chỉ càng nhiều hơn thôi. Gì cơ? Giết! Không ngờ đòn tấn công của những thiên binh này lại trở nên mạnh rồi, mạnh hơn rồi. Phụng Kiêu, chạy không sao chứ? Ta không sao, chỉ là kiếm vỡ rồi. Phụng Kiêu, nghe ta nói, những thiên binh này là do mây mù xung quanh biến ra, không thể nào đánh hết được. Chúng ta không thể giết họ, nhất định phải tránh khỏi họ mới được, nếu không họ chỉ càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh thôi. Thì ra là vậy, ta biết rồi. Ôm chặt ta, ta sẽ đưa nàng lên đó. Ê! Bậc thang công động, nhiều thiên binh cản trở như vậy, chẳng lẽ Phụng Kiêu muốn cứ xông lên bựa như vậy? Đi! Giết! Phụng Kiêu, cẩn thận! Đừng sợ! Thật sự xuyên qua rồi. Người ngoại giới, chết đi. Miên Nhi, mặc kệ bọn chúng, ôm chặt ta. Được. Ta lại muốn xem thử nơi cao nhất rốt cuộc là gì. Tinh La Vạn Tượng là ái cuối cùng của huyễn giới. Nếu thật sự đơn giản như vậy, chỉ cần không giết đám thiên binh này thì có thể qua ải sao? Chúng ta đến đỉnh rồi. Vân Miên, này nhìn kìa. Đó là Phân Sơn Linh Thảo. Nơi cao nhất trên thang trời, vậy mà lại là Vân Sơn Linh Thảo. Không đúng, chúng ta muốn tìm Linh Thảo, ở cuối thang trời lại xuất hiện Linh Thảo. Này cũng trùng hợp và đơn giản quá rồi. Nếu nói thang trời này khó thì đúng là có hơi khó, nhưng cũng đâu có khó như lên trời vậy chứ. Ta nghĩ trên đời này hẳn là có người có thể đi đến nơi này giống chúng ta vậy. Nhưng Miên Nhi, trước đó nàng từng nói có vô số người xông vào thang trời, nhưng lại không có người nào trở lại. Đó là vì sao? Phụng Kiêu, ý của chàng là... Giết! Không xong, đám thiên binh lúc nãy đuổi đến rồi.
để ta đi cản bọn họ. Phụng Kiêu, kẻ xông vào than trời, giết, chết. Không được, Phụng Kiêu không thể giết Thiên Vinh, như vậy chỉ khiến chúng ta bị kiềm chế đủ được. Không lo được nhiều như vậy nữa, mình phải hái linh thảo xuống cứu Phụng Kiêu mới được. Chờ đã, không đúng. Tinh la biến hóa không lường, vạn tượng trở về hư không. Vô số người xông vào than trời nhưng lại không có người nào có thể trở về, làm gì? Thứ từ đầu đến cuối để ở nơi cao nhất than trời, đều là dục vọng trong lòng họ. Mà thứ mình và Phụng Kiêu muốn có nhất là Vân Sơn Linh Thảo, cho nên trên than trời mới có thể xuất hiện Linh Thảo, đây là cạm bẫy. Tất cả những thứ này đều là giả, tinh hà khó qua, thế cờ chủ yếu sát phạt, than trời thì dẫn dụ dục vọng. Huyễn giới này không có đường sống, ngay từ bước đầu bước vào thì chính là đường cùng. Phụng Kiêu, chúng ta sai rồi, chàng. Gì cơ, không ngờ lại có nhiều thiên binh xông ra như vậy. Kẻ xông vào than trời, giết. Miên Nhi, giết. Cút ra, giết. Giờ mình không có tiên lực, nhiều thiên binh như vậy mình không cách nào tránh được. Chết. Không xong, phía sau không còn đường nữa rồi. Ôi, Miên Nhi, mặc kệ ta. Phụng Kiêu, ta không thoát được, nhưng chàng tuyệt đối không được chết. Cho chàng. Đây là quạt của Miên Nhi. Phụng Kiêu, trong quạt bà Sa có tinh phách của ta. Sau khi ta chết, nó sẽ bảo vệ chàng rời khỏi huyễn giới. Im miệng. Vân Mi, ai cho phép nàng nói lời này? Chúng ta đã nói muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết rồi mà. Ta đổi ý rồi, ai muốn cùng chết với chàng chứ? Phụng Kiêu, chàng phải sống cho tốt đó. Vào lúc mình chết, quạt bà sao mới có thể phát ra sức mạnh lớn nhất để bảo vệ Phụng Kiêu, chàng ấy mới có cơ hội sống sót. Đế quân trên cao, xin người phù hộ Phụng Kiêu. Nếu chị ấy có thể sống, ta chết cũng cam lòng. Không, Vân Mi. Cái gì? Sống hệt như lúc đó, ảo ảnh đế quân đó lại xuất hiện thôi. Vân Mi, Phụng Kiêu, đừng nhảy. Đây là ngữ không? Vân Mi, này, này có đau không? Ta không sao. Ngược lại là chàng đó Phụng Kiêu, chàng sao rồi? Cơ thể có cảm giác đặc biệt gì không? Sao Phụng Kiêu ngữ không được vậy? Rõ ràng chỉ có tiên nhân như mình mới làm được mà. Chẳng lẽ lúc nãy là có một à ánh đế quân xuất hiện phát huy tác dụng. Ta cảm thấy vô cùng. Vô cùng cái gì? Đừng nói là cơ thể Phụng Kiêu có vấn đề gì nha. Ta thấy vô cùng sợ hãi. Suýt chút nữa ta lại mất nè. Ta thật sự rất sợ. Phụng Kiêu, không phải ta không có gì rồi sao? Chàng đã cứu ta, ta vẫn ở bên cạnh chàng. Đừng lo, đừng sợ nữa. Phụng Kiêu chẳng hề ý thức được trạng thái của bản thân. Chàng đặt cả con tim lên người mình. Vân Mi, nàng hứa với ta đi, sau này không được bỏ lại ta một mình nữa. Nếu nàng không chịu, ta sẽ trói chúng ta lại với nhau, không xa lìa nhau bất cứ giây phút nào. Hả? Không cần trói lại đâu, ta hứa mà. Đúng là bá đạo, làm gì có ai hỏi người khác như thế chứ. Đây không phải là ép người ta đồng ý sao? Nàng nói gì? Ta nói chúng ta quay lại bậc thang trên trời đi. Dừng trên không thế này không phải cách, phải nghĩ cách phá ra khỏi huyễn giới này mới được. Nên lên đó rồi. Ta còn một số chuyện phải làm. Phụng Kiêu, chàng còn muốn làm gì vậy? Bái kiến đế quân. Cái gì? Đám thiên binh này đang lạy Phụng Kiêu. Đế quân gì? Trẫm không biết.
Trẫm chỉ biết các ngươi làm người phụ nữ của trẫm bị thương, nên các ngươi đều phải chết. Đây là quạt bà sa của mình. Sao mình không biết quạt bà sa còn bộc phát được tiên lực hùng hậu như vậy thế? À! Nàng lẩm bẩm cái gì đó. Không có gì, chúng ta tiếp tục tìm linh thảo thôi. Hả? Đó là Vân Sơn linh thảo. Chắc cái này là thật rồi nhỉ? Sợ chúng ta ra khỏi huyễn giới rồi, ta nhất định là linh thảo thật rồi. Phụng Kiêu, chạy ở đây đợi ta, ta đi hái ngay đây. Miên Nhi, để ta đi. Phụng Kiêu, chàng đừng lo, ra khỏi huyễn cảnh là ta đã trở lại làm Vân Miên trước đó rồi. Bất kể thế nào đi nữa, nàng cũng phải cẩn thận đó. Ừ, ta sẽ cẩn thận mà. Hả? Sao linh thảo này lại mọc ở ngay trung tâm trận pháp vậy? Mà hơi thở trận pháp này tỏa ra không chỉ có mỗi tiên lực, còn có yêu lực nữa. Mình nhớ trước đây, người kể chuyện ở quán trà Vân Sơn đã từng nói, trong truyền thuyết có tiên nhân trấn áp hắc xà yêu ở Vân Sơn. Đừng nói truyền thuyết này là thật nha. Miên Nhi, có chỗ nào không bình thường ư? Không có. Phụng Kiêu, chàng không cần qua đây, ta hái linh thảo xuống ngay đây. Giờ mình đã hồi phục tiên lực rồi, cho dù thật sự có yêu quái thì cũng không làm gì được mình. Không quản được nhiều vậy nữa, linh thảo Vân Sơn ngay trước mắt, phải gấp rút trị liệu bệnh cũ của Phụng Kiêu. Thành công rồi, mình phải mau chóng cho Phụng Kiêu ăn nó. Miên Nhi, Phụng Kiêu, một khi hái linh thảo này xuống thì linh tinh hoa sẽ mất đi rất nhanh, chàng mau ăn đi. Miên Nhi, cảm ơn nàng đã cực khổ vì ta như vậy, sự chúng ta đâu cần lời cảm ơn, chàng mau ăn. Các ngươi cũng nên cảm ơn ta đó. Hả? Là ông lão chỉ đường cho chúng ta. Ông lão này lại xuất hiện ngay lúc này, đúng là có vấn đề. Vì để cho các ngươi hái linh thảo Vân Sơn này xuống, đúng là tốn không ít tâm tư của ta đó. Vừa dẫn đường cho các ngươi, vừa giúp các ngươi qua sông, còn giúp các ngươi đánh lạc hướng đám vướng tay vướng chân nữa. Các ngươi nói xem có phải nên cảm ơn ta không? Cái thuyền giúp bọn mình qua tinh hà trong hiển giới do hắn làm ra ư? Con thuyền đó ngập tràn yêu khí, chẳng lẽ ông lão này là... Ngươi là ai? Bổn tôn không phải người, con người chỉ trứng làm thức ăn cho bổn tôn thôi. Mở to con mắt ra xem chân dung của bổn tôn đi. Bậc thang và bầu trời sau đều xuất hiện vết nứt. Huyễn giới tinh không này bị một kiếm của Phụng Kiêu bổ vỡ rồi. Thật sự vỡ rồi. Thiên cung Bắc Lâm Tinh Quân. Sao có thể? Tinh không huyễn giới bổn tinh quân bại trí dưới hạ giới bị đánh tan rồi. Mà bổn tinh quân còn cảm nhận được hơi thở của đế quân nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải mấy trăm năm trước đế quân đã... Hơi thở của hắn sau vô duyên vô cớ lại xuất hiện trong huyễn giới của bổn tinh quân chứ? Không được, sự việc hệ trọng, bổn tinh quân phải làm rõ mới được. Bổn tinh quân hạ giới điều tra một phen xem. Vỡ rồi, huyễn giới này thật sự bị bọn họ phá vỡ rồi. Bảy phần yêu lực của bổn tôn không có vô ích, hai người đó thành công rồi. Đúng là tốt quá, các ngươi không làm bổn tôn thất vọng, vậy bổn tôn cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Đợi bọn họ thái tiên thảo xong, lúc đó bổn tôn phá phong ấn, nhất định sẽ nuốt chửng cả hai ngươi, cho hai ngươi cùng độc tôn thiên hạ với bổn tôn. Còn về hai nhãi con yếu ớt bị nhốt lúc trước, bổn tôn không quan tâm đến bọn chúng nữa, đến tư cách để bổn tôn nuốt lấy cũng không có. Sao chúng ta lại quay lại đây nữa rồi? Nơi này là nơi quỷ quái gì vậy? Đều tại đồ quê của ngươi, nếu không phải gặp sao chổi như ngươi, ta cũng không bị nhốt ở đây. Ta vốn định nói bên hoài công tử. Ả ngu ngốc này. Đợi mình xử lý xong chuyện này sẽ đích thân kết điểu ả, giờ ra ngoài đá rồi nói. Đi đã đời hết rồi, nơi này là nơi sức mạnh trận pháp yếu nhất. Ra tay từ chỗ này thử xem có phá được không? Trận pháp này nhốt tụi mình lâu như vậy, chắc chắn là rất mạnh. Cũng không biết pháp thuật của mình có làm được không? Nè,
ta nói chuyện với ngươi đó, ngươi điếc sao? Ngươi có tin sau khi ta ra ngoài sẽ bảo công tử chém cả nhà ngươi không? Cái gì? Đây là lối ra. Ha ha ha, ta biết ông trời sẽ chiếu cố Vân Nhi mình gặp dữ hóa lành mà. Dù gì sau này mình cũng sẽ là trở thành người hoàng hậu. Dù gì sau này mình cũng sẽ là người trở thành hoàng hậu, sao có thể bị nhốt ở đây đến chết được? Ả ngu ngốc này, chiếu cố gì chứ, rõ ràng là pháp thuật của mình phá vỡ trận pháp. Nè, nhỏ nhà quê, có thấy chưa, không có ta là ngươi bị nhốt ở đây cả đời đó. Hoàng công tử, vậy ở đâu ta đến tìm chàng đây? Lúc trước mình là tin loại người ngu ngốc này có thể đối phó với Vân Miên, mình đúng là bị mù mà. Nói chứ một chút pháp thuật của mình thôi mà đã có thể phá trận pháp mạnh thế này rồi, công lực của mình bất giác lại có tiến triển nữa rồi. Đây là ở trong hang động đá vôi. Phụng Kiêu, chúng ta ra ngoài rồi. Phụng Kiêu, chị không sao chứ? Ta không sao, chị cảm thấy hơi yếu thôi, đừng lo. Ngược lại là nàng đó Miên Nhi, vết thương của nàng. Chàng đừng lo, vết thương của ta sẽ lành ngay thôi, ráng ra khỏi huyễn giới thì ta sẽ có tiền. Tiền gì? Không ổn, lỡ lời rồi. Phụng Kiêu, ý ta là ta có tiên nhân phù hộ nên sẽ nhanh khỏi thôi, nói như vậy hợp lý nhỉ? Được rồi, thực ra chẳng hợp lý chút nào, ở trong đó chàng đã không tiếc mình mà cứu ta, nếu ta còn gạt chàng nữa thì quá đáng quá. Nhưng nếu nói sự thật cho chàng biết ta lại lo. Thôi vậy, kệ đi, mình tạm thời thuận theo trái tim mình một lần. Phụng Kiêu, ta nói thật với chàng, thật ra ta là tiên. Phụng Kiêu, chàng... Miên Nhi, nàng không cần nói nữa. Phụng Kiêu, không phải chàng rất muốn biết mọi thứ của ta sao? Ta rất muốn nàng thẳng thắn với ta, nhưng ta càng không muốn thấy nàng khó xử và bối rối hơn cả. Được rồi, đi thôi, đừng quên mục đích của chúng ta đi tìm linh thảo trước kia. Được. Tại sao đột nhiên Phụng Kiêu lại không muốn biết nữa? Lúc trước, chàng ấy vẫn luôn nắm bắt mọi cơ hội để hỏi mình đến cùng. Thân phận của Vân Miên thật sự là tiên nhân sao? Giống tiên nhân như thật, như ảo xuất hiện sau lưng mình trong huyễn giới đó sao? Không ngờ trên đời này thật sự có tiên nhân. Nếu đã thật sự có tiên nhân, vậy mình có thể hiểu được tại sao Vân Miên vẫn luôn giấu thân phận của bản thân rồi. Tiên phạm khác biệt, nếu Vân Miên để người phạm biết được thân phận tiên nhân của nàng ấy, e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng ấy. Đừng nói là vị Phụng Kiêu đã thấy ảo ảnh tái hiện của đế quân trong huyễn giới nên đã đoán được gì đó rồi nha. Phụng Kiêu, chị còn nhớ những chuyện đã xảy ra trong huyễn giới không? Xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ nàng bị thương, ta rất lo, sau đó thì mờ nhạt lắm. Ta đã làm gì sao? Miên Nhi, không thể vì ta mà làm nàng bị ảnh hưởng được, nên hãy tha thứ cho ta, ta chỉ có thể lừa nàng trước. Chàng thật sự không nhớ gì nữa sao? Chàng nghĩ kỹ xem, chàng cầm quạt và sao của ta rồi làm những gì? Ta nhớ là kiếm của ta bị hủy, ta đã cầm quạt và sao của nàng thổi bay mấy thiên binh đúng không? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Cũng có thể xem là như thế. Chàng đâu chỉ quạt bay vài tên thiên binh, chàng phá hủy cả huyễn giới luôn ấy chứ. Xem ra lần ở Phụng Lâm cũng thế, sau khi ảo ảnh đế quân xuất hiện, Phụng Kiêu chẳng nhớ gì nữa sao? Tại sao Phụng Kiêu lại có ảo ảnh của đế quân? Tại sao thiên binh của huyễn giới lại quỳ xuống và bái Phụng Kiêu? Nghĩ gì đó, sợ ta không trả quạt bà sa cho nàng sao? Nói đúng là không tội, nhưng không thích hợp với ta, chủ nhân của nó là nàng và nó mới hợp nhau nhất. Ta còn được tính là chủ nhân của nó không? Quạt bà sa này trong tay ta không có bộc phát được uy lực, chém nát huyễn giới, ta thấy ta không xứng với nó nữa rồi. Là hơi thở của hắc xà yêu, truyền thuyết là thật, thì ra trận pháp lúc nãy dùng để trấn áp hắc xà yêu, chẳng trách mình lại cảm giác được vừa có tiên lực vừa có yêu lực. Mà Vân Sơn Linh Thảo là mắt trận của trận pháp đó, ông lão này không... Mục đích của hắc xà yêu này là dẫn dắt chúng ta hái linh thảo, phá trận pháp. Cuối cùng cũng phá ấn ra ngoài rồi. Lúc linh thảo bị nhổ ra đó chính là ngày bốn tôn hiện thân. Cuối cùng bốn tôn cũng đợi được rồi. Mấy trăm năm rồi, cuối cùng bốn tôn cũng trở lại nhân gian rồi. Ha 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 ha. Cuối cùng mình cũng hiểu tại sao Vân Sơn lại được bố trí huyễn giới tinh không như tuyệt cảnh như vậy.
nó tồn tại để ngăn người ta hái Vân Sơn Linh Thảo xuống, phóng thích hắc xà yêu này ra. Mình thật sự không ngờ được thế giới này không chỉ có tiên nhân, ngay cả yêu quái cũng tồn tại. Hai vị, bổn tôn giúp các ngươi hái được Linh Thảo, các ngươi cũng nên tỏ lòng biết ơn bổn tôn chứ nhỉ. Bổn tôn cũng không cần gì khác, dâng hiến thân thể của các ngươi cho bổn tôn đi. Minh Nhi, cẩn thận, để ta. Cái gì? Sao bổn tôn lại cảm nhận được hơi thở đáng ghét như cái tên khốn kiếp năm đó từ ánh sáng vàng này vậy? Phụng Kiêu, ngươi ăn Linh Thảo đi. Miên Nhi, nàng không thể mạo hiểm. Chàng quên rồi sao? Ta đã trở lại thành Vân Miên trước kia rồi. Chỉ một hắc xà yêu mà thôi, không phải đối thủ của ta. Được, vậy cậy vợ cả. Cậy cái gì? Phụng Kiêu lại nói bừa. Ngươi là ai? Có quan hệ gì với tên khốn phong ấn bổn tôn năm đó? Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi sắp có kết cục như năm đó là được rồi. Nếu không ngoài dự tính, chắc chủ nhân của Huyễn Giới Tinh Không này, người phong ấn hắc xà yêu này lại chính là Bắc Lâm Tinh Quân. Mình không cẩn thận phá vỡ kế hoạch của người, phải cứu vãn mới được. Ngươi còn muốn phong ấn bổn tôn? Bổn tôn nuốt ngươi trước. Muốn nuốt Vân Miên ta? Không sợ rụng răng sao? Kiếm ảnh lưu quang. Quả nhiên Miên Nhi đã trở lại làm Miên Nhi lúc trước, lợi hại thật. Nhưng mình vẫn nên mau chóng ăn Linh Thảo để giúp Vân Mi tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hừ. Ha ha, ra rồi. Vân Nhi, mình đúng là người xứng đáng được trời giúp đỡ. Mình đúng thật là người được làm hoàng hậu. Hả? Hoàng công tử, Vân Nhi cuối cùng cũng thấy chàng rồi. Hả? Đạp Vân Nhi và cô gái tên Mặt Thiển kia. Chàng, công tử, chàng sao thế? Trông chàng có vẻ rất đau khổ, bị thương sao? Ta biết ngay Vân Mi không chăm sóc chu đáo cho chàng, cô ta đâu rồi? À, quỷ, hoàng công tử cứu ta sợ quá. Đó là gì vậy? Yêu quái sao? Các người không muốn chết thì tránh xa nơi này đó. Không thể trì hoãn thêm nữa, phải mau chóng giải quyết hoắc xà yêu này. Vân Nhi và Mặt Thiển dù có ý đồ không đứng đắn với Phụng Kiêu, còn trì hoãn nữa sẽ không biết được có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Không đánh nữa, chuẩn bị chạy sao? Nhưng mà giờ mới chuẩn bị chạy là muộn rồi, ngoan ngoãn cho bổn tôn nuốt chửng người đi. Đúng là muộn rồi, nhưng mà là nói với người mới đúng. Bay bay, mưa tạnh. Cái gì? Sao trong chốc lát cô ta lại trở nên mạnh như vậy? Còn chưa xong đâu. Mây che mặt trời. Đây là gì? Bốt. Ngươi nghĩ rằng cái này có thể trói bổn tôn lại sao? Phá cho bổn tôn. Ha 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 ha. Thấy thực lực của bổn tôn chưa? Bổn tôn nói rồi sẽ không để ai trói bổn tôn lại nữa. Xem ra một tia không đủ. Vậy thì vài tia đi. Cái gì? Có nhiều tia như vậy? Không được, mình phải chạy thôi. Giờ mới chuẩn bị chạy, muộn rồi. Tiêu rồi. Thế giới này không chỉ có yêu quái, Vân Miên lại còn đang đánh nhau với yêu quái nữa. Không sai, Vân Miên nhất định là yêu quái, không thì tại sao cô ta lại lợi hại như vậy được? Hoàng công tử, chàng mau mở nhắc mắt ra xem đi, Vân Mi là yêu quái, lúc trước cô ta đã giấu chàng đó. Đồ ngu ngốc, lúc này còn nghĩ đến việc tranh sủng nữa. Dù Vân Mi là gì, giờ cô ta đang đấu với yêu quái, không có thời gian chú ý đến bên này. Mà cũng không biết Phụng Kiêu bị gì, chẳng có phản ứng gì với bên ngoài cả. Đây đúng là thời cơ cho mình ra tay với Phụng Kiêu. Cuối cùng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có hơi thở pháp thuật. Không hay rồi, cô ta muốn giết Phụng Kiêu sao? Ngừng tay!
Cái gì? Ha 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 ha, không kịp nữa rồi Phụng Kiêu, hoàng đế cần phải luân phiên, đã đến giờ phút cuối cùng ngươi làm hoàng đế rồi, đi chết đi. Người dám? Cho dù ta làm trái thiên quy cũng không cho phép ngươi làm hại Phụng Kiêu đâu. Cái gì? Đây là năng lượng bên trong Phụng Kiêu lại phục bùng phát nữa rồi. Sao lại thế này? Trên người Phụng Kiêu có báu vật gì? Không chỉ là mình bị thương nặng, ngay cả pháp khí vòng ngọc của mình cũng bị chấn động đến mức vỡ luôn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thôn nữ tên Mặc Thiển này lại muốn ám sát hoàng thượng? Mà khí thế trên người hoàng thượng lúc nãy lại là chuyện gì đây? Lại có thể là một người sống sờ sờ băng đa luôn. Bổn tôi không nhịn nhầm chứ, lúc nãy người đàn ông này lại phát ra tiên lực, mà còn là tiên lực hùng hậu vô song nữa. Rõ ràng hắn chỉ là tên người phàm thấp kém, sao hắn lại có tiên lực được, rốt cuộc hắn là ai? Dọa chết mình rồi. May mà năng lượng bất thường kia trong cơ thể Phụng Kiêu lại xuất hiện, bảo vệ chị ngay lúc nguy hiểm. Quả nhiên người phụ nữ tên Mặc Thiển này còn có mưu đồ khác. Nhưng mà giờ còn chưa phải lúc xử lý cô ta, việc gấp bây giờ là giải quyết con hắc xà yêu này trước. Đáng chết, xém tí nữa đã quên người phụ nữ này không phải người thường. Sao bổn tôn lại xui xẻo như vậy, vừa phá ấn ra đây mà đã gặp hai kẻ không phải là người thường rồi. Bổn tôn không thể bị cô ta trói lại, nếu còn bổn tôn thực sự sẽ có khả năng chết ở đây mất. Ta đã từng nói người không thoát được đâu. Đáng ghét, không nhúc nhích được nữa. Đợi đã, ngừng tay. Bổn tôn không ăn các ngươi nữa, ngươi tha cho bổn tôn được không? Bổn tôn vốn không thù không oán với các ngươi, không cần ra tay giết chết. Thả ngươi để ngươi đi ăn người khác à? Để ngươi phá ấn chui ra là ta đã phạm phải sai lầm, phải mau chóng bù đắp lại, nên chết đi. À, đáng chết, đáng chết. Bổn tôn bị nhốt mấy trăm năm, không dễ dàng gì mới thoát ra được, không thể chết ở đây được. Không ngờ hắc xà yêu này cũng không phải đối thủ của Vân Miên. Không ổn, mình ám sát hoàng thượng, Vân Miên nhất định sẽ không tha cho mình. Đợi cô ta giết xong con hắc xà yêu đó, mình sẽ rất khó thoát khỏi kiếp này. Nhưng sợ mình bị Phụng Kiêu làm bị thương, không thể chạy thoát được, phải nghĩ cách khác mới được. Thế giới này không chỉ có yêu quái, mà lại còn có người có thể đánh bại yêu quái nữa. Đây còn là thế giới mình biết không? Tại sao lại khác thế này? Có rồi. Vân Nhi, thế giới này vốn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô nhiều. Cô muốn biết thế giới chúng ta đang sống là như thế nào không? Ta có thể nói cho cô biết, chỉ cần cô... Hả, tiện nhân dám hành thích hoàng thượng, cút xa ra cho ta. Ngươi đừng vọng tưởng ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi đâu. Vân Nhi, ta không có bảo cô cứu ta, là ta muốn cứu cô. Cô thấy Vân Miên chưa? Cô ta không phải là người bình thường, cô ta có phép thuật. Nếu cô ta giết xong con hắc xà yêu đó, quay đầu lại giết cả hai chúng ta. Muốn giết thì cũng là giết ngươi, dựa vào đâu mà cô ta giết ta? Ta đâu có hành thích hoàng thượng. Cô nghĩ xem, tại sao Vân Miên lại lợi hại như vậy mà lại hao tâm tổn sức, giả vờ thành người bình thường chứ? Chắc chắn là vì cô ta muốn tiếp cận hoàng thượng. Tiện nhân Vân Miên này xấu kỹ lắm. Đợi Phụng Kiêu tỉnh lại, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Vân Miên. Cô cảm thấy Vân Miên sẽ cho cô cơ hội này sao? Giờ Phụng Kiêu còn chưa tỉnh lại, chỉ có hai chúng ta biết bộ mặt thật của Vân Miên thôi. Nếu Vân Miên không muốn để Phụng Kiêu biết được, cô đoán xem cô ta sẽ làm thế nào? Ý cô là gì? Đừng nói ý cô là có thể Vân Miên sẽ giết ta diệt khẩu sao? Không phải có thể mà là chắc chắn. Nên nếu cô còn muốn sống chỉ một có một cách thôi, đó chính là ra tay trước, diệt trừ Vân Miên. Cái gì? Giết chết Vân Miên? Ta chưa từng giết người, ta không muốn giết người đâu. Cô không giết cô ta nhất định sẽ giết cô đó. Huống hồ, cô không muốn làm hoàng hậu sao? Hoàng hậu? Nếu có thể nhân cơ hội này giết chết cô ta, vị trí hoàng hậu của cô, rồi còn gì nữa? Không sai, nếu Vân Miên còn ở đây, cô ta nhất định sẽ giành vị trí hoàng hậu của mình. Cô ta đã cướp đi rất nhiều thứ thuộc về mình rồi. Mình tuyệt đối không cho phép cô ta cướp cả vị trí của hoàng hậu đi.